người quan tâm, những người theo dõi trên trang OA Zalo của em. Anh chị nào mà chúng ta chưa tắt mic nhỉ? Để chúng ta tắt mic đi ạ. Thì hiện tại thì các cái trang qua mà em sở hữu ấy là trên 500.000 người ấy, thì mặc dù rằng là không cần phải chạy quảng cáo, thế nhưng mà em chỉ cần gửi lại tin nhắn một tháng là 4 lần gửi tin nhắn, tôi ít nhất là 4 lần gửi tin nhắn thôi, miễn phí của Zalo. Thì những cái người trên trang qua Zalo này của em ấy, họ nhận được cái thông báo, và những cái người này ấy là họ tự động mua hàng rất là nhiều. Đấy, thế nên là không cần phải chạy quảng cáo, mà chỉ cần cái lượng người theo dõi này thì sẽ giúp mình là có cái doanh thu, cái lợi nhuận rất là bền vững. Thì trong cái buổi học ngày hôm nay ấy, thì em sẽ chia sẻ cho anh chị cái bí quyết mà em đã kiếm được tiền tỷ từ cái con số 0 như thế nào, cũng như rằng là tại sao mà các anh chị lại phải làm OA Zalo ngay hôm nay, bởi vì nó có quá nhiều những tính năng hay các anh chị ạ. Và cái cách mà thu hút không giới hạn khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng trọn đời với chi phí 0 đồng như thế nào. Đấy, và em sẽ hướng dẫn các anh chị tạo tài khoản OA Zalo này, cách đặt tên này, cách nạp tiền này. Và nếu còn thời gian thì em sẽ chia sẻ anh chị cái cách quảng cáo Zalo, cũng như rằng là cái bí kíp mà em đã đạt doanh thu trên 100 triệu một tháng với chi phí 0 đồng. Anh chị nào mà bật mic nhá, chúng ta sẽ bị đẩy ra ngoài phòng chờ. Anh chị bật mic thì sẽ bị đưa ra khỏi phòng chờ, đưa ra ngoài phòng chờ anh chị nhá. Thì cái cách thu hút không giới hạn khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng trọn đời với chi phí 0 đồng này ấy, thì hiện tại thì có cái siêu thị Mega Market cũng như là đá quý Phú Nhuận này, rồi thì các hệ thống bán lẻ trên toàn cái, ví dụ như là hệ thống bán lẻ Mega Market này hiện tại đã áp dụng rất là nhiều, thì lát nữa em sẽ chia sẻ cho anh chị xem, cũng như là các cái dụ như là thời trang Judy hiện tại thì họ cũng đang làm cái này, rất là nhiều các cái công ty lớn đang triển khai. Thì em giới thiệu một chút này, em là hiện tại thì đang là thành viên của BNI Felix Chapter, đang là học trò quốc 11 của thầy Lam, cũng như là học trò in của thầy Nguyễn Hữu Lam, cũng như là học trò Ingo Club của thầy Phạm Thành Long. Thì em cũng đã từng học Anthony Robbins tại Singapore và rất là nhiều những người thầy khác, và em đã giúp cho hàng nghìn người đưa công việc kinh doanh của họ lên trên Zalo và giúp cho rất là nhiều người có thêm một cái nguồn thu nhập mới, cũng như là phát triển công việc kinh doanh hiện tại. Thì đây là hình ảnh hiện tại của em anh chị ạ. Thì đây là hiện tại ở chapter Felix, cũng như là ở trong các cái cộng đồng mà em đang tham gia. Đây là các người thầy của em. Thì ngày xưa ấy anh chị ạ, thì ngày xưa thì em là học trường Cao đẳng Y Phú Thọ, và ban đầu thì cũng sinh ra trong một gia đình rất là nghèo. Và thực sự thì em phải cảm ơn Zalo rất là nhiều, bởi vì nó đã giúp em đã thay đổi hoàn toàn cái tài chính, cũng như rằng là những cái giấc mơ của mình. Thì ngày xưa thì cũng chỉ có cái giấc mơ nhỏ nhoi rằng là mình làm sao có cái, ngày xưa ấy, cách đây khoảng tầm 5 năm trước ấy, em cũng nhiều khi em chỉ ước có một cái mức lương cứng khoảng 3 triệu ấy, rồi thì cộng thêm doanh thu, rồi thì các thứ tầm khoảng hơn 3 triệu là em thấy hạnh phúc rồi. Đấy, thế nhưng mà mình cũng không thể tưởng tượng được rằng là Internet và công nghệ Zalo đã thay đổi với cuộc đời mình nó lớn như thế, trải qua rất là nhiều công việc khác nhau. Từ một cô gái ở quê lên thành phố, trải qua cực kỳ nhiều công việc khác nhau anh chị ạ. Và khi mà mình phát triển hơn, mình có điều kiện hơn ấy, thì em có những cái, tức là khi mà mình làm một mình thành với Zalo, với một cái máy tính này mình làm, mình đã kiếm được thu nhập. Cũng như rằng là khi mà mình có tiền này, mình biết tuyển thêm đội nhóm vào, thì em đã tham gia những cái lớp phát triển bản thân, và cũng thực ra cũng nhờ Zalo rất nhiều, thì em đã mua được những cái bất động sản đầu tiên của mình. Ví dụ như đây là một năm 2017 thì em đã mua được những cái bất động sản đầu tiên. Cái đây là những bất động sản đầu tiên này. Còn đây là những cái đội nhóm của em đã từng có được những cái đội nhóm. Đây là hình ảnh đi học ở Singapore, và học ở Việt Nam thì em cũng học rất nhiều những cái người thầy khác nhau nữa.
Thì điều đầu tiên thì em muốn là chia sẻ với anh chị rằng là cái này nó rất cái này là cái điều này nó rất quan trọng đối với những anh chị nào mà chúng ta chưa đưa doanh nghiệp của chúng ta lên trên internet, chúng ta vẫn kinh doanh truyền thống, thì chúng ta phải thay đổi ngay. Đó chính là cái sức mạnh của công nghệ anh chị ạ. Nhờ có internet thì thế giới phẳng ạ. Những cái người nghèo ví dụ như là như em ngày xưa ấy ạ, thì có thể trở nên triệu phú sau một thời gian rất là ngắn nhờ vào internet, nhờ vào công nghệ, và mà mọi thứ nó dường như là cơ hội ấy, công bằng với tất cả với mọi người. Thế nên là những cái anh chị nào mà chúng ta chậm, chúng ta lười thay đổi, chúng ta không chịu thay đổi thì chúng ta sẽ bị đào thải rất là nhanh. Và người nghèo thì có thể giàu lên rất nhanh, và người giàu thì sẽ nghèo, có thể nghèo hoặc là tụt lùi rất nhanh nếu mà không online. Và trong cái thời kỳ online như này thì không online thì lấy gì mà nhai, đúng không các anh chị? Đấy. Thì rất là nhiều các anh chị hỏi em rằng là thế thì khách hàng của chúng ta có nên, ví dụ như anh chị đang kinh doanh một cái sản phẩm nào đấy thì có nên là đưa lên online không, có nên kinh doanh trên online không, thì xin thưa với các anh chị rằng là mua online thì hay là tìm kiếm ở trên mạng ấy, thì chính là cái xu hướng của hiện tại và tương lai. Nhờ bây giờ có Covid đến rồi, Covid đang có Covid thì vì có Covid thế nên rằng là cái mua online rồi thì tìm kiếm ở trên mạng ấy. Một số anh chị mà không tắt tiếng ấy thì em sẽ cho ra ngoài phòng chờ anh chị nhá. Chị Phương ạ, chị Phương tắt tiếng đi ạ. Thì mua online ấy thì chính là xu hướng kinh doanh của hiện tại và tương lai. Trong cái thời kỳ Covid này, nếu như mà không làm online thì nói chung là chẳng kinh doanh gì được, chẳng làm gì được. Và Zalo hiện tại thì chưa có nhiều người làm anh chị ạ. Nhưng mà nếu các anh chị không làm ấy, thì đối thủ của các anh chị vẫn sẽ làm. Thế nên là trong thời điểm hiện tại, anh chị mà không chuyển đổi số, không online thì chắc chắn là anh chị không thể làm online được. Và anh chị ơi, là cả thế giới lên online rồi thì mà anh chị không lên thì anh chị là quá là tụt hậu. Và hiện nhiều anh chị cứ hỏi rằng là sản phẩm đây này của anh thì có lên được không, có làm Zalo được không, thì anh chị hãy đặt một câu hỏi rằng là những cái kênh marketing hiện tại của anh chị là những kênh nào, và khách hàng của các anh chị hiện tại thì đang ở đâu, họ có ở trên Zalo hay không. Thì để trả lời câu hỏi này thì anh chị sẽ có cái câu trả lời rằng là mình có nên làm Zalo hay không. Đấy, thì xin thưa với anh chị rằng là Zalo ấy hiện nay ấy, hầu như là những người có tiền hoặc là những cái người có cái trình độ cao ấy, người ta dùng Zalo rất là nhiều. Những cái đối tượng mà những cái người mà người ta dụ như là khách hàng VIP của em ấy, họ dùng Zalo để làm việc này, rồi thì trao đổi này, gọi điện nhắn tin rất là nhiều luôn. Thì chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi này, khách hàng của mình đang ở đâu và họ ở trên Zalo hay không. Mình tất cả những kênh marketing là những kênh nào, Zalo thì có nhiều khách hàng tiềm năng không, đó thì chúng ta sẽ có cái câu trả lời. Thì cái tư duy ấy, kinh doanh mà thời nào cũng đúng ấy, đó chính là khách hàng ở đâu thì chúng ta ở đó các anh chị ạ. Thứ nhất là chúng ta hãy làm kinh doanh thì chúng ta hãy chọn nhiều sản phẩm, đừng chỉ biết những cái sản phẩm mà mình đang có, mà chúng ta hãy chọn nhiều kênh và chọn nhiều sản phẩm để chúng ta chọn ra kênh tốt nhất, sản phẩm tốt nhất phù hợp để chúng ta có thể là có nhiều nguồn kinh doanh, không chỉ bán những cái thứ mình có đâu mà hãy bán những cái thứ mà thị trường cần. Và anh chị hãy luôn có một cái sự chuẩn bị tốt và một cái sự sẵn sàng thay đổi rất là nhanh. Và chúng ta đa nguồn thu nhập và làm kinh doanh ấy thì có một phải có cái tư duy rằng là sản phẩm gì chúng ta cũng phải bán được, chứ không đừng chỉ biết những cái sản phẩm mà mình đang có. Hãy mở rộng cái vùng thoải mái của mình ra để kinh doanh nhiều sản phẩm rồi thì nhiều nguồn thu nhập. Thì về Zalo ấy ạ, thì chúng ta sẽ lưu ý giúp em rằng là Zalo cá nhân và OA Zalo. Thì Zalo cá nhân thì hiện tại là rất nhiều, một chắc chắn là 100% các anh chị ở đây là chúng ta đã và đang sử dụng Zalo, đúng không ạ? Zalo đấy của anh chị đấy chính là Zalo cá nhân. Và phân biệt giúp em là cái OA Zalo này nó khác Zalo cá nhân. Chúng ta truy cập vào một cái trang web khác, chúng ta tạo tài khoản này, chúng ta thực hiện ở trên đó, chứ không giống như là Zalo cá nhân của các anh chị. Zalo cá nhân thì chỉ có khoảng 2.400 bạn bè thôi là sẽ đầy, là không thể kết bạn thêm được nữa anh chị ạ. Anh chị nào mà thử full bạn bè mà xem là chị cũng không thể kết bạn được luôn. Thế nên là anh chị phải dùng thêm, đúng không ạ? Zalo cá nhân này này. Thế nhưng OA Zalo thì anh chị có thể chạy quảng cáo được.
và thu hút không giới hạn traffic từ 64 triệu khách hàng, tiềm năng ở trên Zalo khoảng 64-65 triệu anh chị nhá. Là chúng ta chạy quảng cáo được này, thu hút không giới hạn, thu hút không giới hạn ở tất cả các nguồn luôn. Từ dạng OA Zalo chúng ta tiếp cận những cái người dùng trên Zalo. Cái OA Zalo này nó giống như là một cái trang page ạ. Từ cái OA Zalo này chúng ta tiếp cận những cái người dùng Zalo. Thì OA Zalo này chúng ta có thể đưa toàn bộ bạn bè vào, bạn bè Zalo cá nhân của chúng ta vào để chúng ta chăm sóc họ. Hoàn toàn là tự động và miễn phí. Quảng cáo thì nó đơn giản, dễ dàng và không lo chết tài khoản. Nếu như mà ở trên Facebook ấy, thì anh chị chúng ta chạy quảng cáo rất là dễ bị chết tài khoản luôn. Nói thật với các anh chị là Facebook ấy chạy quảng cáo không khó, nhưng mà cái khó của nó là nó bị chết tài khoản, đúng không ạ? Cứ mỗi khi mà chết tài khoản là chúng ta lại rất mất nhiều thời gian. Chúng ta đi nào thì chúng ta đi đi tạo lại tài khoản này, ra ngân hàng này, rồi thì nuôi tài khoản này, rất là mất thời gian, đúng không ạ? Rất là vất vả luôn. Cái chỗ mà chết mà nó cực kỳ dễ chết là trên Facebook ấy. Thế nhưng mà Zalo này không vấn đề gì cả. Cho dù anh chị làm như là chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại, ví dụ như là các cái vi phạm chính sách các thứ ở trên Zalo này ấy. Khi mà chúng ta vi phạm ấy thì chúng ta chỉ cần chúng ta gửi cho Zalo, gửi lại là được, sửa chỉnh sửa chúng ta gửi lại cho Zalo là Zalo sẽ xem xét và được chạy quảng cáo là họ sẽ duyệt thôi, chứ không như rằng là ở trên trên Facebook là chết cái là lại làm lại từ đầu, rất là mệt. Đấy, Zalo này thì không, rất là quảng cáo rất là đơn giản, dễ dàng và không lo chết tài khoản luôn. Thì với cái Zalo này ấy, giống như là cái trang OA Zalo của em ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể tạo được cái trang OA Zalo giống như của em, có hàng trăm nghìn người theo dõi. Thì từ cái đấy gọi là những cái traffic mà mình sở hữu đấy anh chị ạ. Thì cái trong tất cả các cái loại traffic thì cái traffic mà mình có, mình sở hữu chúng ấy, mình như cái các cái traffic của em ấy, cái trang OA của em ấy, thì trong lát nữa em sẽ cho anh chị xem cái trang đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể đào tạo và giáo dục cho thị trường của họ, cho thị trường của mình về sản phẩm và dịch vụ của mình. Thì Zalo sẽ cho chúng ta gửi một tháng 40 lần gửi tin nhắn. Tức là ví dụ như là này, trang OA của em ấy có hàng 100.000 người, có những em còn những trang 300.000 người quan tâm cái trang đó. Thì một tháng em có thể gửi 40 lần gửi tin, và cứ mỗi người ở trong cái danh sách đó thì một tháng họ được nhận 4 tin nhắn của em. Thế em cứ thường em cứ chia ra, cứ khoảng một tuần em gửi một lần, gửi một lần ấy là tất cả những người đó nhận được luôn anh chị ạ, nhận được luôn. Mà gửi tự động và gửi miễn phí luôn anh chị nhá. Còn thì với Zalo nhá. À, với Zalo thì miễn phí thế, nhưng mà nếu như mà các anh chị mà chúng ta thử mà gửi tin nhắn bằng điện thoại cho khách này, hay là anh chị gửi bằng chatbot này, chatbot gửi bằng Gmail này, đấy thì hoàn toàn anh chị phải trả phí cao hay không phải là ít đâu, mà đây là chúng ta được gửi miễn phí cho khách luôn, và traffic mình sở hữu, mình có thể chủ động mình nhắn tin cho khách hàng của mình ở trên đó, và mình có thể gắn thẻ các thứ rất là nhiều, gắn thẻ rồi thì phân loại khách hàng ở trên cái trang đó. Zalo thì hiện tại khoảng 64-65 triệu người dùng, và như anh chị biết rằng là hầu như điện thoại nào thì cũng có cài Zalo đúng không? Khách hàng thì Zalo thì nhắn tin nhanh, gọi nghe miễn phí này, bảo mật cao, làm việc nhóm rất là hiệu quả. Khách hàng đọc báo, gọi điện nhắn tin rất là nhiều, và các khách ở trên này ấy, có một cái khả năng chi trả rất cao. Đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào chính bản thân mình để biết mình dùng Zalo một ngày nhiều như thế nào, và những cái người mà dùng Zalo này khả năng của họ chi trả cao. Có một anh học viên chuyên sâu của em ở khóa K2, thì sau khi mà học xong chạy quảng cáo thì bài chạy hết khoảng hơn 1 triệu thì bán được một đơn hàng là trên 111 triệu sau khi học xong. Thì nhiều khi em cũng không thể nghĩ rằng là cái sản phẩm, vì trước đây ấy, thì em kinh doanh cũng khoảng rất nhiều sản phẩm khác nhau rồi, nhưng mà đa số những cái sản phẩm trước đây em kinh doanh ấy, thì em chuyên về bên dược mỹ phẩm. Dùng mỹ phẩm, thế nên là từ thực phẩm chức năng. Thế nên là trước đây khi mà em kinh doanh ấy, thì những cái sản phẩm mà em chọn, em cả kinh doanh về điện tử nữa, một số sản phẩm liên quan đến điện tử nữa. Thì khi mà anh kinh doanh cái sản phẩm là cửa cuốn anh chị ạ, thì em cứ nghĩ là không biết là cái cửa cuốn này thì liệu có phù hợp hay không, nhưng mà em cũng bất ngờ luôn. Thì riêng cái học viên về cửa cuốn này, của cuốn của học viên chuyên sâu K2 của em ấy, thì khi học xong anh ấy chạy quảng cáo một đơn hơn 100 triệu, có sau đấy thì vẫn báo cáo cô là em có đơn 16 triệu này, có những đơn hơn 20 triệu này, đấy, được những đơn rất là to. Đấy thì mình cũng khá là bất ngờ, bởi vì mình cũng chưa từng làm, thực ra mình chưa từng làm cái sản phẩm đấy, nên là mình cũng chưa biết rằng là nó tiềm năng như nào.
Thì Zalo này thì chính là tương lai các anh chị ạ, hiện tại và tương lai khách hàng tìm trên Zalo rất là nhiều. À lại còn chị, ví dụ như là cả một chị vài học viên chuyên sâu của em, khi mà học xong thì tối ưu cái trang hoa của các chị đấy, thì bảo là ngày nào em cũng có, chị Hương ở cái khóa K2 bảo là ngày nào em cũng có khách đặt hàng, chị kinh doanh sản phẩm Thanh Mộc Hương này, rồi chị Lành này, rồi một số anh chị khác đấy. Thì tức là cái trang của các chị đấy ấy, chưa cần chạy quảng cáo, chỉ cần là tối ưu lại thôi, chưa cần chạy quảng cáo, chưa mất 1.000 nào quảng cáo chị nhá, hoàn toàn miễn phí mà khách tự tìm đến các anh chị đấy luôn mua hàng đấy. Rồi thì có chị bảo là nhà em anh trai em làm về đồ gỗ cũng có khách gọi điện đến, nhưng mà nhà anh đấy là nhiều việc quá, không biết là cái đơn đấy là chốt bao nhiêu, nhưng mà chốt được bao nhiêu hay là như thế nào, nhưng mà khách từ trên Zalo tìm đến hỏi kinh doanh đồ gỗ vậy ạ. Cái nữa này, quảng cáo thì rất là ổn định ạ, dường như quảng cáo rất là ổn định, nó không có như Facebook, và có cái tính năng chăm sóc khách hàng miễn phí, gửi tin nhắn tự động, đào tạo giáo dục thị trường đấy. Thì đây chính là các cái đối tượng ở trên Zalo của anh chị ạ, các cái đối tượng khách hàng ở trên Zalo. Thì các cái đối tượng, ví dụ như đối tượng dưới 18 tuổi ấy, thì khi mà chạy quảng cáo thì anh chị nhớ là loại bỏ cái đối tượng này đi, nó chiếm số lượng không nhiều, nhưng mà khi chạy quảng cáo mình bỏ đi thì đối tượng dưới 18 tuổi thì họ không có khả năng chi trả nhiều đâu. Các cái đối tượng 18 đến 24 tuổi thì chúng ta xem xét, chúng ta có thể target đến nhóm đối tượng này. Còn cái nhóm đối tượng là trên 35 tuổi là có khả năng chi trả cao nhất, thì chúng ta sẽ tập trung để khai thác cái đối tượng là từ 35 đến 64 tuổi. Và chúng ta sẽ ở trên đó này có cái phần là phân loại này, thẻ này. À, phân loại thẻ này rồi thì ghi chú này, thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta phân loại khách hàng, ví dụ như là khách hàng sỉ, khách hàng lẻ, rồi thì các cái khách hàng ví dụ như là khách hàng mua lại lần một lần hai ấy, chúng ta có cái chỗ chúng ta phân loại, chúng ta ghi vào đó, và khi mà chăm sóc ấy thì rất là dễ dàng. Thế nên là cái này ấy, nó sẽ có thể giúp anh chị giải quyết cái vấn đề là chúng ta có nhiều khách hàng quá chúng ta không chăm sóc được khách hàng cũ, thì chúng ta dùng để chăm sóc khách hàng cũ rất là nhiều, và có rất rất nhiều những cái cách mà anh chị có thể thu hút khách hàng vào, ví dụ như là thu hút từ YouTube, rồi thì thu hút từ TikTok, thu hút từ Facebook này, rồi thì khách hàng mua trực tiếp rất là nhiều luôn. Phân loại đó thì cái phân loại theo giới tính, theo lịch sử mua hàng, thì chúng ta sẽ dùng cái ghi chú ở trên Zalo ấy, cái phần ghi chú ở trong tin nhắn ở trên Zalo và thẻ tag ở trên Zalo. Và cái nữa là như này, khách hàng ở trên này có tiền và ít so sánh giá giống Shopee. Nếu như ở trên Shopee ví dụ như là một đơn hàng các anh chị bán, các anh chị lãi cực kỳ ít luôn. Ví dụ như là có thể là có những người có hàng nghìn đơn ấy, hàng chục nghìn đơn, số lượng cực kỳ nhiều, hàng nghìn đơn, nhưng mà trong đấy ấy, thì cái số lượng quà tặng ấy nó đã rất là nhiều rồi, hoặc là mỗi đơn ấy, lợi nhuận ấy, lãi ấy, nó chỉ khoảng 10 20 nghìn thôi là có thể là đã là cao rồi, đúng không ạ? Thế nhưng ở trên này ấy, thì chúng ta hoàn toàn bán được những đơn hàng giá trị rất là lớn, ghế massage này, nhiều nhiều ha, nhiều những cái sản phẩm khác nữa, ghế massage này, bất động sản này, nhiều lắm, chúng ta hoàn toàn là có thể bán được những cái sản phẩm giá trị lớn. Khách hàng thì có tiền ít so sánh giá đấy anh chị ạ. Cái lý do mà chúng ta thất bại khi mà kinh doanh ở trên Zalo ấy, thì cái đầu tiên là chúng ta không biết điều mà chúng ta không biết. Bạn có rất là nhiều những thứ đơn giản nhưng mà chúng ta không biết thì chúng ta không làm, hoặc là chúng ta không biết là tại sao phải làm. Thế nhưng mà nguyên học buổi hôm nay thì anh chị đã biết là tại sao anh chị phải làm rồi. Và cái thứ hai nữa là anh chị không có người thầy dẫn đường, không có người mà chúng ta để tư vấn này, để giúp đỡ, để có thể là hướng dẫn các anh chị trong cái quá trình mà anh chị làm ấy. Chúng ta không có người thầy dẫn đường, thế nên là khi mà làm ấy thì chúng rất là nhiều người, cũng nhiều người biết làm đấy, nhưng mà thứ nhất là người ta không biết là lý do tại sao lại phải làm như thế, cái thứ hai là người ta chưa làm đủ nhiều, không có người để hướng dẫn chỉ dẫn cho họ, thế nên là họ không thành công. Cái thứ nữa là có những người chạy được, cái nữa là có những người thì tự mò tự chạy được, nhưng mà trong cái quá trình làm ấy thì gặp rất là nhiều những cái lý do khác nữa và không biết xử lý như thế nào, không có ai chỉ đấy. Một số người thì chạy quảng cáo được, có Zalo duyệt quảng cáo nhưng mà bị đắt. Cái nữa rằng là có những người chạy được rồi nhưng mà lại chạy không hiệu quả, và có những người thì lại mất quá nhiều những cái thời gian cũng như là tiền để thử và sai, sau đó thì mất luôn cả niềm tin và bỏ lỡ rất là nhiều nhiều thứ. Vì vì thực ra thì những cái người biết chạy Zalo ấy, nhưng người biết chạy Zalo hiệu quả ấy, để kiếm được rất nhiều tiền ấy, thì cần phải thực hành cũng như rằng mà phải phải
cần phải có đủ cái thời gian để trải nghiệm, cũng như là nên có một cái người thầy dẫn đường thì các anh chị làm nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Nhiều người biết chạy nhưng mà nhiều người chạy thất bại lắm anh chị ạ. Nhiều người tức là chạy mà lại không được cái như mong muốn ấy. Thế nên là các anh chị, khi mà anh chị mà muốn là chúng ta kiếm được nhiều tiền trên Zalo ấy, thật nhiều tiền ấy, thì chúng ta nên có người thầy dẫn đường. Cần phải tối ưu rất là nhiều thứ và cái cách lựa chọn sản phẩm nữa anh chị ạ. Thì đây là một số cái lý do khiến một số người là chúng ta thất bại khi mà chúng ta làm trên Zalo. Mặc dù Zalo là cũng rất là dễ để làm rất cực kỳ dễ, nhưng mà chắc chắn là nó phải có một số bí mật. Và em tự tin là mình là một người mà rất là ít chạy trên thành công trên Zalo mà lại đi chia sẻ với các anh chị khác. Bởi vì đa số những người ta thành công Zalo ấy là người ta không chia sẻ. Thế nhưng mà trong cái thời gian gần đây ấy, thì khi mà đi học phát triển bản thân nhiều ấy, thì em mới quyết định là mình đi chia sẻ cái kiến thức về marketing trên Zalo này. Chứ còn trước đây ấy, là đây là một cái thời điểm cực kỳ tốt để em kinh doanh trên Zalo, em bán hàng trên Zalo, thì chắc chắn là em sẽ tập trung vào rất là nhiều. Thế nhưng mà khi mà mình đi học về phát triển bản thân ấy, đi học nhiều người thầy ấy, thì mình mới mong muốn rằng là mình có một mục tiêu mới, có những cái khát khao mới, nên là mình muốn làm những cái điều mới, không phải là những cái việc cũ nữa. Thế nên là mình mới đi chia sẻ cái kinh nghiệm này, mới chia sẻ những cái gì mà mình làm được và mình học được. Chứ còn những người thành công ấy, hầu như là không ai chia sẻ với anh chị đâu. Có một số người chia sẻ, nhưng mà những người đấy hầu như là người ta cũng không thành công mấy. Đấy. Thì OA ấy, thì lưu ý giúp em là anh chị là khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ tối ưu để cho nó chuẩn SEO, thì nó sẽ được lên top rất là nhiều và khách hàng tìm kiếm thấy chúng ta rất là nhiều. Thì anh chị nào mà dụ như chúng ta ở gần cái siêu thị Mega Market thì anh chị sẽ để ý thấy rằng là gần đây anh chị đi xuống thì chúng ta sẽ thấy là có cái biển này, đúng không? Cái biển là quan tâm Zalo, quan tâm này, xong rồi cái mã này, xong rồi Zalo này, an toàn nhận thông tin khuyến mại nhanh chóng này, bấm quan tâm này, đúng không? Quan tâm Zalo này, thì ở chỗ này rồi còn cả cái chỗ này nữa, cả vị trí này nữa. Hôm em mới xuống em thấy vị trí này là cũng có cả Zalo nữa. Thì anh chị biết thì sao mà Zalo mà sao lại các siêu thị lại làm như vậy không? Bởi vì cái này không phải là Zalo cá nhân anh chị nhá. Họ bảo mình bấm như này không phải Zalo cá nhân, mà khi anh chị làm theo hướng dẫn này thì nó sẽ dẫn anh chị đến một cái trang Zalo của doanh nghiệp này. Thì học xong buổi ngày hôm nay hoàn toàn là anh chị làm được một cái trang OA Zalo doanh nghiệp như của bên này luôn, để anh chị kêu gọi khách hàng của mình, khách hàng mua trực tiếp của mình, khách hàng từ các nguồn khác của anh chị. Đây, từ các cái nguồn là trực tiếp này, YouTube, Facebook, Zalo, TikTok, cửa hàng trực tiếp vân vân, rất nhiều. Họ chỉ cần quan tâm trang của anh chị là họ nhìn thấy thông tin doanh nghiệp của anh chị, các cái bài viết nó nêu lên những cái lợi ích của các cái dịch vụ sản phẩm của anh chị ở trên đó rồi. Nó giống như là một trang web ấy, trang website ấy, nhưng mà nó ở trên Zalo. Nó thực sự là em thấy là nó cũng giống với trang website ở trên Zalo luôn. Mà cái nữa là bài viết trên này nó không bị cũ, không bị mất đi, nó sẽ để lâu dài. Nếu như ở trên Facebook ấy thì bài viết là cứ thỉnh thoảng nó lại bị cũ, đúng không? Nó bị trôi, bị cũ, mất đi. Nhưng mà Zalo này bài viết nó không bị cũ. Và chúng ta viết khoảng độ 10-20 bài là ở đó luôn ấy, nó không có bị mất đi. Và ở trên này ấy, nó những cái trang OA nào mà được tích vàng ấy, được xác thực ấy, thì những trang đấy cái độ uy tín của nó cao, và nó sẽ có thêm cái phần thông tin là trang này đã được xác thực bởi Zalo là doanh nghiệp hay công ty gì đó. Đó thì nó sẽ uy tín hơn rất là nhiều. Thì đây nhá anh chị nhá, ở trong hôm nay là chúng ta nhìn lên trên màn hình, chúng ta sẽ thấy giúp em là đây là một số những cái mẫu quảng cáo của Zalo đấy anh chị. Ví dụ như là đây là về viện thẩm mỹ giảm béo cao cấp, đúng không ạ? Cái trang này là trang, đây là trang quảng cáo đây. Đây là dụ như là một mẫu quảng cáo trên Zalo này. Thì cái này là ở trên new feed luôn, các anh chị kéo xuống. Ví dụ là nó thường ở vị trí thứ 2 hoặc là vị trí thứ 5 ở trên, hoặc là vị trí thứ 5, thứ 6 ở trên trang Zalo của anh chị đấy, Zalo cá nhân anh chị kéo xuống này, đây này. Đây, kéo xuống này. Thì đây chính là mẫu quảng cáo. Ví dụ như là ở mẫu này là quảng cáo về spa này. Spa chạy trên này rất nhiều luôn. Spa này, rồi thì bất động sản này, rồi thì gia dụng này. Ví dụ như chỗ này là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Đây là bị quảng cáo này cho người bị sẹo nhá. Thì nó quảng cáo hay quảng cáo ở trên báo mới. Ở trên đây là quảng cáo về ghế. Đây là quảng cáo về thời trang. Tức là em chỉ cần lướt một lúc ấy là đã rất nhiều quảng cáo như này rồi. Đây là quảng cáo về giày này. Quảng cáo về... Cái chỗ này là quảng cáo về gì đấy?
giảm béo này, răng này, máy hút bụi này, nhiều lắm chị ạ. Tức là với cái trang Zalo của em ấy là thấy rất nhiều quảng cáo rồi. Thì còn trang của các anh chị của khoảng 64 triệu người dùng nữa, thì những cái người quảng cáo trên Zalo này cũng rất nhiều. Tuy nhiên là nó vẫn là cái số lượng, nó vẫn chưa là thật là gì so với cái tiềm năng của thị trường luôn ạ. Đây là quảng cáo về nha khoa này, ví dụ như là các cái bên như là Ngọc Dung này hay là spa này, rất là nhiều luôn, Zodi này, trường mầm non này, vận tải này, Hải Lê. Đây là em là thời trang này, đây là lấy ví dụ một số cái ngành nghề chị nhá. Còn gì, nhiều ngành nghề là chúng ta có thể đưa lên trên này lắm. Đây là một số những cái thôi, một số cái hiển thị ở trên cái trang của em, chỉ em chỉ đưa được một ít lên thôi, chứ còn rất là nhiều những bên họ quảng cáo trên Zalo này, cũng như rằng họ rất nhiều luôn. Đấy thì trong những cái trang này nha, ví dụ như với những cái trang như này, thì bây giờ ấy, khách hàng của mình cũng chỉ cần là người ta ấn quan tâm thôi. Người nào mà chưa quan tâm thì nó sẽ có cái nút quan tâm ở đây, đúng không ạ? Thì người ta sẽ chỉ cần ấn quan tâm thôi. Anh chị thử đi, thử tìm kiếm ở trên cái thanh tìm kiếm của anh chị đi, ví dụ như là các cái ngành của anh chị, xem là đối thủ của anh chị đã lên chưa. Ví dụ như anh chị kinh doanh ở trong ngành sinh chắc vân tay này, hay anh chị kinh doanh ở ngành bất động sản này, rồi thì spa này, anh chị thử gõ cái chỗ tìm kiếm trên spa xem là các cái bên khác, spa khác họ đã lên trên Zalo chưa, là anh chị biết ngay mà, đúng không? Thì với ví dụ như là những anh chị mà kinh doanh spa nhá, vì hôm nay cũng có một số anh chị làm spa, kinh doanh spa, thì chúng ta vừa ở trên này chúng ta vừa bán được sản phẩm giao hàng toàn quốc, chúng ta lại vừa là chúng ta mời được, rồi thì chúng ta mời được khách đến trực tiếp trải nghiệm sản phẩm dịch vụ của chúng ta, cũng như là tuyển các cái đại lý toàn quốc. Và thật anh chị là trong cái thời điểm này á, thì anh chị chúng ta vừa, mặc dù là chúng ta bán sản phẩm nó khó khăn một chút ấy, nhưng mà chúng ta mà tuyển dụng đại lý rồi thì nhà phân phối trong cái thời điểm này ở cả nước ấy, là nó dễ hơn nhiều so với trước đây ấy. Bởi vì bây giờ họ ở nhà, họ dịch bệnh ấy, người ta cũng chưa biết là phải chọn làm gì để có tiền ấy. Thế nên anh chị mà có những cái sản phẩm mà chúng ta có thể là giúp cho mọi người, là một số người là người ta ví dụ anh chị mà muốn tuyển các cái đại lý ấy, ví dụ như anh Cường ấy làm về sản phẩm mà sinh chắc vân tay thì có thể tuyển đại lý, thì hoàn toàn được, vừa lẻ vừa khách lẻ lại vừa tuyển đại lý, hoàn toàn được. Rồi thì bất kể ngành nghề gì, nói chung là nhiều lắm. Thực ra chúng ta phải làm thì chúng ta mới biết được. Đây là những cái trang qua Zalo của em này, trang này là 144.746 người quan tâm đó. Thì đây là một trang về mỹ phẩm, trang này là hơn 300.000 người, 313.544 người. Thì một tháng em cứ gửi từng trang thôi, mỗi trang em gửi một lần, mỗi tuần em gửi một lần, thì một tháng em gửi được 4 lần những cái trang như này. Trang này là 42.000 người này, trang này là 62.000 người này đó, và cứ gửi tin nhắn đến thôi, tự động gửi thì rất là nhiều người nhận được. Thì chỉ khi trường hợp mà họ không nhận được ấy, là họ lâu rồi, quá lâu họ đổi cái Zalo khác, như các anh chị đổi Zalo ấy thì chúng bỏ cái Zalo cũ thì mới thôi thôi. Hoặc là ví dụ như là một số người không phù hợp ấy, họ không qua bỏ cái quan tâm trang ấy, thì chúng ta mới không gửi tin nhắn được thôi. Còn lại ấy, là tin nhắn ấy, gửi đến ấy, là khách hàng đọc rất là nhiều, và chúng ta cách tối ưu mọi thứ nữa, thì tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ cao. Và Zalo thì hiện tại là có 8 hình thức quảng cáo anh chị nhé. Cái hình thức quảng cáo đầu tiên ấy là quảng cáo quan tâm. Thì hình thức này sẽ giúp là tăng cái lượng người quan tâm các cái trang Zalo của chúng của anh chị. Ví dụ như là các cái trang này đây, các cái trang này của em là em chạy hình thức quan tâm là chủ yếu. Thì ngay cái thời điểm em chạy ấy, là em đã đã bán được hàng rồi. Có thể là bán là hòa gốc hoặc là lỗ một chút so với cái tiền quảng cáo mình bỏ ra, hoặc là so với cái chi phí mình bỏ ra, nhưng mà thu lại được rất là nhiều lead. Thì từ những cái lead này thì dần dần sau này em chăm sóc họ những người chưa mua hàng này, hoặc là những người đã mua hàng rồi, thì mình chăm sóc tự động ấy, thì họ sẽ mua thêm rất là nhiều. Đấy, thế nên là khi mà em chạy quảng cáo như vậy ấy, là em lần đầu tiên ấy là mình chỉ cần là thu lại được bằng tiền quảng cáo thôi là mình đã quá là sướng rồi, và mình còn chăm những cái người ta chưa mua. Anh chị nào ấy mà chúng ta kinh doanh sản phẩm mà chúng ta có thể chạy cả nước được ấy, thì rất là sướng luôn.
Hoặc không ấy, các anh chị có thể là chúng ta tuyển đại lý ở cả nước, chúng ta tuyển đại lý cũng được, không có vấn đề gì cả. Đấy thì đây là hình thức quảng cáo quan tâm này, Zalo Offer Account này, có thể gọi là Zalo Offer Account, tăng lượng quan tâm. Nó chính là cái hình thức là giống như là một cái nơi lưu trữ thông tin khách hàng ấy. Từ đó chúng ta chăm sóc họ. Data khách hàng này chính là bằng là vua đúng không? Ai có data khách hàng thì người đấy giống như là vua, thì nó chính là tiền của chúng ta rồi. Chúng ta thu hút được cực kỳ nhiều nguồn, bấm quan tâm trang của chúng ta, gửi tin broadcast miễn phí, đào tạo giáo dục thị trường rất là hiệu quả, giữ chân khách hàng này. Chăm sóc khách hàng tự động, chọn đời đến khi nào chết thì thôi. Thì em cực kỳ thích cái hình thức này luôn đấy anh chị ạ. Bây giờ nói thật là chỉ có đơn hàng nhà em vẫn rất nhiều mà mình không dám gửi lại tin nhắn được. Mình được gửi lại tin nhắn mà mình lại không dám gửi vì đơn hàng cứ sinh ra xong rồi mình lại không gửi hàng đi được ấy. Bên em hay gửi bên Viettel mà bây giờ họ lại bị có người bị Covid, thế nên là không đến lấy hàng được. Gửi hàng thì cũng một số nơi là đi bị hoàn về. Thế nên là bây giờ hàng cứ đi là cũng khó khăn ấy. Thế nhưng mà cái thời điểm này ấy, thì đơn hàng cũng nhiều. Thì thời điểm này chính là thời điểm mà các anh chị mà trau dồi thêm về kiến thức. Thì em tin là chỉ có khoảng thời gian này ấy, là đơn hàng đi khó khăn như vậy. Nhưng mà trong tương lai ấy, cái online, đặt hàng online, giao hàng online ấy, thì rất là nhiều. Khách hàng đặt hàng online cực kỳ nhiều luôn. Đấy thì nhờ cái hình thức quảng cáo này này, bây giờ chẳng chạy quảng cáo vẫn còn rất là nhiều đơn. Nhưng mà đang lo mỗi cái là hàng không đi được, còn đang bị khó khăn. Thì chỗ này nhá, anh chị thấy này, chỗ này này, quảng cáo quan tâm thì ví dụ như này này, khi chạy quảng cáo thì nó sẽ hiện ra cái chữ quan tâm đây này, hoặc là cái phần gợi ý này này. Ví dụ bên HM Việt Nam chạy quảng cáo quan tâm đi nhá, anh chị thấy này, thời trang này, ở thì bên này thẩm mỹ viện Malaysia họ chạy quảng cáo quan tâm rất là nhiều. Thẩm mỹ viện Malaysia này bên này chạy quan tâm rất là nhiều. Thì khi mà chạy quan tâm như vậy ấy, thì họ sẽ khi mà chạy quảng cáo quan tâm này ấy, họ tiếp cận lại này, họ chăm sóc lại khách hàng này rất là tốt. Đấy thì anh chị mà nhìn thấy cái chữ quan tâm này, khi mà nhìn thấy quảng cáo ở trên cái trang Zalo cá nhân của mình ấy, là anh chị hiểu rằng là họ đang chạy hình thức quan tâm nhá. Rất là nhiều bên. Đây là quảng cáo có Zalo có 8 hình thức quảng cáo. Thì đây là hình quảng cáo thứ hai, là quảng cáo form. Đây là quảng cáo form anh chị này. Ví dụ như này là quảng cáo form hoặc là quảng cáo landing. Quảng cáo form ấy thì ví dụ như là nhận biết bằng cách nào? Ví dụ như là thấy quảng cáo ở trên trang New Feed ấy, nó hiển thị như này đúng không? Thì anh chị bấm vào, anh chị thấy là nó ra thông tin này. Chỉ ấn khoảng 2 cái thôi là đã được gửi được thông tin cho người chạy quảng cáo luôn rồi, đã thu được lead rồi. Tức là khách hàng của anh chị chỉ cần ấn khoảng 2 cái click vào ấy là anh chị đã thu được lead của khách hàng luôn rồi. Đấy, tên này, số điện thoại này, bên bất động sản đang chạy rất là nhiều. Thì đây chính là hình thức chạy quảng cáo form. Hình thức thứ ba ấy là chạy quảng cáo landing page. Thì landing page ấy, mục đích là để thu được đơn hàng luôn. Thành dụ nhờ những cái quảng cáo về mỹ phẩm như này chạy landing rất là nhiều. Về dạ dày này, thực phẩm chức năng này chạy landing cực kỳ nhiều luôn. Landing page thì có hai loại. Landing page thứ nhất là loại có OA Zalo và loại không có OA Zalo. Không có OA Zalo thì vẫn chạy được anh chị nhá. Thì trong buổi sau buổi ngày hôm nay ấy, thì bên em thì em ra các bạn trợ lý của em ấy thì sẽ giúp em gửi cho anh chị xem một số những cái mẫu là sản phẩm chạy landing page hiệu quả hiện tại. À còn một món quà nữa tặng cho anh chị là chúng ta sẽ
Đây này, để anh chị quét mã này này, quét cái mã này giúp em này. Đấy thì chúng ta sẽ nhận được một số những cái mẫu. Người ta sẽ vào xem cái trang OA Zalo của cái trang này. Chúng ta bằng cách là chúng ta dùng ở trên Zalo có cái mã quét mã QR ấy. Thì anh chị bấm vào đây nhá, em hôm nay em có một cái quà tặng. Bây giờ mình thông báo cho anh chị là chúng ta bấm vào đây. Thì ở trên, khi chúng ta bấm quan tâm cái trang này, thì chúng ta sẽ nhận được quà tặng của bên em luôn. Thì với cái cách này ấy, tại sao lại đề nghị các anh chị bấm? Bởi vì với cách này thì anh chị hoàn toàn có thể tạo một cái trang như của em. Rồi thì các anh chị có thể gắn quà tặng, rồi thì anh chị có thể là đề nghị khách hàng của các anh chị bấm vào để nhận quà tặng, rồi thì nhận thông tin khách hàng luôn. Anh chị lấy điện thoại, rút điện thoại luôn ra để làm thực hành luôn đi, để xem. Nhưng anh chị chúng ta chưa biết về OA Zalo, chúng ta làm luôn giúp em. Chúng ta biết là OA Zalo nó là như nào, nhớ anh chị mới. Rồi thì anh chị xem là sau hôm nay anh chị hoàn toàn tạo được một trang giống như của em đấy. Anh chị bấm vào cái phần là mã QR trên Zalo ấy, và Zalo quét mã QR. Đấy, anh chị thấy là Hồng Ngọc Star Media chưa? Anh chị bấm quan tâm vào. Thì anh chị vào này, anh chị sẽ thấy rằng là có cái phần là viết tiêu đề hay không? Ở cái phần là thanh menu ấy, là viết tiêu đề hay ấy, đó. Đấy, thì anh chị nhìn thấy chưa? Thì bấm quan tâm xong rồi anh chị vào, anh chị thấy quà sách nói này, viết tiêu đề hay này, nhận e-book đấy. Thì anh chị hoàn toàn có thể làm giống em luôn. Làm được y hệt em luôn, rất là hay. Nhắn quên không đọc tin nhắn của các anh chị, xin lỗi các anh chị. Anh chị nào quét được không? Có anh chị nào quét được thì bảo quét được đi để các anh chị khác biết là quét được nào. Anh quét được rồi. Không quét được cô ơi. Quét được bình thường mà. Đấy, tức là chị phải vào Zalo nhá, xong rồi có phần mà quét mã QR ấy. Mấy cái mà không có nói. Cô ơi, có phải là mấy cái từ ngữ thôi miên dùng trong tiêu đề phải không cô? Đúng rồi, chính nó đấy. Đấy thì cái này hoàn anh chị tắt mic giúp em, tắt mic giúp em. Anh chị nào mà chưa quét được thì chúng ta sẽ nhờ các cái bạn support ở trong các cái nhóm Zalo của anh chị hỗ trợ. Anh chị ấn lại đi, ấn lại trong quan tâm được không? Anh chị tắt mic hết đi ạ. Thì hình thức tiếp theo nhá, anh chị em vừa chia sẻ đến hình thức thứ hai là quảng cáo về form rồi. Đúng không ạ? Quảng cáo form. Quảng cáo đầu tiên là quan tâm này, thứ hai là form này, hình thức thứ ba là landing rồi nhá. Hình thức thứ tư này là quảng cáo về sản phẩm. Đây, quảng cáo sản phẩm thì như này anh chị. Ví dụ như quảng cáo sản phẩm thì anh chị sẽ thấy là ứng dụng như ở trên các cái trang báo mới của Zalo, trang báo của Zalo anh chị sẽ thấy là cái này đúng không? Ví dụ như là quạt điều hòa này, ví dụ như là em màn hình này, quạt điều hòa này là họ đang quảng cáo quan tâm. Họ đang quảng cáo quan tâm này. Thì bấm theo cái chỗ này, bấm vào đây thì nó sẽ ra cái sản phẩm luôn đúng không? Quảng cáo điều hòa này là 6,5 triệu đúng không? Thì khách hàng chỉ cần bấm vào mua ngay thôi ấy, là mình có người quảng cáo là có đơn hàng luôn. Cái thì đây là một hình thức quảng cáo của Zalo. Thì chỗ Zalo này chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm ở trên này. Anh chị nào có nhiều sản phẩm thì chúng ta hoàn toàn để sản phẩm này lên được. Hình thức tiếp theo này, quảng cáo bài viết. Thì anh chị để ý là ví dụ như là đây là một số những cái mẫu quảng cáo này. Và ví dụ lên trên cái trang báo mới ở trên Zalo ấy, thì anh chị sẽ thấy là những cái ảnh như này, nếu chúng ta bấm vào đây chúng ta thấy như này, và sẽ ra giao diện như này, thì đây chính là bài viết này. Đây là một bài viết ở trên Zalo này, chúng ta hoàn toàn chạy bài viết được. Đó, và chúng ta bấm quan tâm, những ai mà chưa bấm quan tâm cái trang khi mà chạy bài viết ấy, những ai mà chưa bấm quan tâm trang ấy thì nó sẽ có gợi ý ở đây. Đó. Thì đây chính là cái quảng cáo bài viết, là một hình thức quảng cáo tiếp theo của Zalo.
thì Zalo nó có khoảng 7 hình thức quảng cáo anh chị nhá. Thế nhưng mà những cái hình thức quảng cáo mà hay nhất ấy, thì là quảng cáo thứ nhất là quan tâm này, thứ nhất là quan tâm, thứ hai là quảng cáo về form, thứ ba là quảng cáo về landing, thứ tư là quảng cáo về bài viết, thì là những cái hình thức quảng cáo này hay nhất luôn và hiệu quả nhất. Đấy, thì trong hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị những cái hiệu quả nhất thôi. Thì bây giờ nhá, chuẩn bị đến phần thực hành thì các anh chị sẽ có khoảng 5 phút đi. 5 phút chúng ta nghỉ giải lao, chúng ta sẽ chuẩn trong thời gian đấy chúng ta chuẩn bị giúp em. Một là máy tính này để chúng ta có thể vào luôn, để tí nữa em hướng dẫn các chị tạo cái tài khoản Zalo này. Anh chị nào mà có đăng ký kinh doanh thì chúng ta sẽ chuẩn bị luôn cũng được. Ảnh đăng ký kinh doanh, ảnh chứng minh thư có luôn thì tốt rồi, thì chuẩn bị sẵn vài cái ảnh đi. Vài cái ảnh để chỉ lát nữa là chúng ta có thể thực hành luôn theo em. Thì bây giờ là mới được năm 2 nếu không có thì thôi, không có thì vẫn làm được, không có thì thôi. Đấy, thì bây giờ là năm 2 nhá, chúng ta sẽ đến 9 giờ đi. 9 giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta thực hành. Vì anh chị tranh thủ để giải lao vào nước. Sao ạ? Máy tính bảng làm được không em? Làm được anh ạ. Máy tính bảng làm được rồi. Cảm ơn em nha. Vâng. Dạ cô ơi, còn làm laptop thì sao ạ? Sao ạ? Dạ làm trên laptop có được không? Laptop làm được mà, máy tính laptop được mà. Anh chị chuẩn bị nhá, chuẩn bị đi ạ. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao qua đến 9 giờ chúng ta sẽ bắt đầu. 9 giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành trên máy tính. Anh em hỏi cái động cơ. Anh chị nào mà muốn hỏi thì tranh thủ hỏi luôn đi ạ. Có sẽ cho một anh chị hỏi đi ạ. Cô ơi, cho em hỏi cái là em tạo cái OA cô doanh nghiệp đó mà nó bắt xác thực cái này kia xin nữa mà chứ đó mình có lách được không cô? Thôi cái đấy để lát nữa chia sẻ sau nhá. Tí nữa mình nói mà. Đó. Anh chị cứ nghỉ giải lao đi, với cả anh chị nào mà chưa chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị trước đi, đến 9 giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại thì mình sẽ chia sẻ đến kỹ hơn về cái phần đấy. Để sau hôm nay anh chị là chúng ta sẽ tạo được một cái tài khoản OA luôn. Cái gì đấy? Cô giáo cho hỏi là dùng wifi có tạo tài khoản không nhỉ? Dùng gì anh nhỉ? Wifi hay phải dùng 3G? 3G wifi đều được hết nhá. Tạo mạng là được anh ạ. Hỏi quá. Là ở trên laptop có mình nên dùng app hay là mình nên dùng web? Trên dùng gì chị? Trên laptop thì mình nên dùng app của Zalo hay là mình nên dùng web? Từ bữa trước em có tạo OA thì em thấy dùng web nó dễ hơn á, thì em muốn hỏi cô. Dùng web chứ chị? Web mà. Lát nếu vậy thì ngày mai mình mới làm được chứ bữa nay mình đâu làm được, đâu tạo được đâu ha. Tại vì giờ này đâu có dấu. Tạo được bình thường nha anh chị, nào có thì chúng ta chuẩn bị thôi. À, cái đó mình bổ sung bình thường. Mình bổ sung mình chỉnh sửa sau vẫn được. Vâng. Cô ơi, không có đăng ký kinh doanh là không có tạo được hả cô? Vẫn tạo được anh chị nhá, vẫn tạo được hết, nhưng mà anh chị nào có thì chúng ta nói chung là chỉ cần máy tính thôi, nhưng chị nào có thì càng tốt. Bây giờ không cầm gì. Cô Hồng cho chị hỏi chút được không ạ? Vâng, chị hỏi đi. Cho chị hỏi là cái thực phẩm chức năng hay là cái spa thì là mình chạy quan tâm hay là chạy form hơn ạ? Nên chạy quan tâm ấy vì mình còn chăm sóc họ về sau nữa. Chứ còn người ta mua lần đầu tiên cũng không nhiều. Nếu mà form, nếu như mà chị chạy về form thì nói chung là không ấy bằng. Nếu mà chạy landing ấy thì cái sản phẩm của chị nó, cái landing này nó phải thực sự chất lượng ấy thì chạy cũng rất là ngon. Vâng ạ. Cảm ơn cô ạ.
Cô ơi, một tài khoản OA là mình có thể tạo được mấy bếp này cô? Mình có thể tạo được nhiều mà. Cô Hồng cho anh hỏi là chi phí chạy quan tâm thì có cao không hả cô? Nó tính khoảng mấy trăm đồng ấy, mấy trăm đồng một lấy tùy vào từng người chạy, tùy vào từng thời điểm nữa, từng click. Mấy trăm đồng cũng được. Nó khoảng độ tầm 600, nếu mà chạy ai chạy tối ưu chạy rẻ thì khoảng 600 đồng một click. Cô Hồng cho anh hỏi thêm nữa là nếu mà một doanh nghiệp mà đăng ký kinh doanh thì có thể đăng ký được bao nhiêu trang OA Zalo? Có bao nhiêu ngành thì sẽ đăng ký được bấy nhiêu trang, thì có thích vào xác thực được bấy nhiêu trang là thích vào. Chứ mình đăng ký theo từ khóa hay mình đăng ký theo ngành nghề kinh doanh? Theo ngành. Nói chung là lát nữa em sẽ hướng dẫn. Hướng dẫn cách nha. Vâng. Cô cho em hỏi một xíu là xác thực tài khoản OA Zalo thì mình đã xác thực qua cái căn cước của mình rồi, cái chụp ảnh lên rồi mà em không có đăng ký kinh doanh thì nó vẫn xác thực được nhưng mà nó không có tích vàng đúng không cô? Tức là không có đăng ký kinh doanh á chị? Vâng, không có đăng ký kinh doanh đấy ạ. Đấy, có tích vàng thì nó vẫn xác thực đúng rồi, vẫn xác thực nhưng mà không có tích vàng. Xác thực được nhưng không có tích vàng thì sẽ ít lợi ích hơn, ít tính năng hơn. Vâng. Dạ, đấy thì cho em hỏi thêm là nếu mà làm cái đăng ký kinh doanh ấy thì nào ở Hà Nội nằm chỗ nào để cái giá cả của nó hợp lý à cô? Chị đang ở đâu? Em đang ở Hà Nội ạ. Hà Nội thì làm ở Hà Nội. Kim Giang. Hoặc là ở Hà Nội. Cô có biết chỗ nào làm không? Giá cả nó phải chăng không ạ? Có, để mình sẽ hướng dẫn cho nhá. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Em cảm ơn. Cô Hồng ơi ạ, cho em hỏi một cái được không ạ? Vâng, hỏi đi ạ. Cô có thấy là đồ gỗ còn chạy nhiều trên Zalo không ạ cô? Đồ gỗ chạy á? Vâng, đồ gỗ mỹ nghệ ạ. Có một số bên chạy nhưng mà mình cũng không để ý lắm thì... Vâng. Thử xem. Em cũng đang rất là quan tâm đến Zalo này vì mình chủ yếu thường xuyên dùng Zalo chính. Vì mình thấy cũng thấy tiềm năng nhưng mình chưa biết cách, nhưng thấy khóa này hay quá. Thật sự nghe rất là cuốn hút. Hay mà. Cái của mình chưa chạy quảng cáo đã ra đơn rồi. Thật ra là cũng nhìn thấy cái Zalo này có tiềm năng đấy nhưng mình chưa biết cách nào để mình làm nó để trở thành tiềm năng thôi. Thật ra là mình là người dùng Zalo tương đối là lâu và sớm. Nhưng mà chủ yếu là cái Zalo ấy nó lại chỉ có một anh nào là bạn bè thì mới biết thôi. Chỉ nói không tìm được người lạ. Đấy cho nên là hôm nay nghe các tính năng này thấy nó rất là hay. Mà gần như các đối thủ của mình là gần như là người ta ít dùng Zalo. Nghĩa là người ta ít sử dụng cái marketing trên Zalo này. Mặc dù ra cái Zalo bây giờ rất nhiều người dùng. Vâng, đúng rồi. Rất là hay. Nhiều người dùng mà, mấy cả hiện tại bây giờ hành vi của người ta thay đổi nhiều rồi. Đa chủ làm online nhiều lắm. Vâng. Vì bây giờ Facebook nó nhiều cái cặn quá. Thứ hai là đa số lại dùng mạng đấy nhiều. Thế ra là khách nó sẽ dễ bị phân tâm. Thứ hai nó không có chốt được sớm. Thì Zalo này gần như chỉ một mình chăm sóc là chủ yếu. Vâng. Cảm ơn cô Hồng nha. Vâng ạ. 9 giờ rồi nha. Anh chị em chúng ta tắt mic nào. Tắt mic để chúng ta bắt đầu luôn. Giờ mình sẽ chia sẻ màn hình để hướng dẫn anh chị em tạo tài khoản qua Zalo. Cô làm ơn hướng dẫn lại từ đầu giúp đấy nhé, để con tiếp vào. Ok ạ. Anh chị em tắt tiếng đi. Đầu tiên là chúng ta vào trong trong cái chỗ web này này, chúng ta vào phần tìm kiếm ở trên Google nhé. Anh chị em sẽ gõ là OA Zalo. Anh chị em làm theo luôn đi ạ. OA Zalo được chưa? Đó, và chúng ta bấm Enter.
Đấy, chị nào lại vẽ vào màn hình đấy. Được chưa? Anh chị đến cái chỗ này, thấy cái chỗ đầu tiên nó hiện ra này, Zalo Official Account này, anh chị bấm vào. Được chưa anh chị? Trong lúc mình hướng dẫn là anh chị nào mà chúng ta mà chưa làm được ấy, thì chúng ta sẽ có video chúng ta xem lại trên YouTube, kênh YouTube của mình có một số video hướng dẫn tạo Zalo này, xem thì anh chị xem lại nhá. Chúng ta sẽ không hỏi trong lúc mà mình đang hướng dẫn nhá. Vì hướng dẫn đã rất là chậm rồi. Và chúng ta sẽ không hỏi lại khi mình đang hướng dẫn. Đấy, và chúng ta bấm vào tạo off. Thì bây giờ đến cái phần này được chưa? Đến đây thì chúng ta sẽ bấm là chọn là doanh nghiệp. Đây là tài khoản dành cho doanh nghiệp này. Thì chúng ta sẽ được chat trực tiếp với khách hàng luôn, như kiểu là bạn bè mình nhắn tin cho mình luôn á, thì mình chat trực tiếp với khách hàng. Cái thứ hai là một tháng gửi 4 tin nhắn tới khách hàng, đến mỗi cái người quan tâm của chúng ta, một tháng gửi 4 tin. Tức là sao? Tức là 4 lần gửi ấy. 4 lần tức là, hay là nói cách khác là như này. Một tháng Zalo cho chúng ta gửi, một tháng là Zalo cho chúng ta gửi 40 tin đến khách hàng, thì mỗi người là nhận được 4 tin một tháng. Một người nhận được 4 tin một tháng. Tin nhắn hiển thị trên tin nhắn của hộp thư cá nhân, như thể là bạn bè mình nhắn luôn đó. Và có thể là thiết lập truy vấn tự động, trả lời tự động được. Cái phần tài khoản nội dung này là nó dành cho những cái cơ quan báo chí, nghệ sĩ, ca sĩ. Cái chỗ này là tài khoản cơ quan nhà nước. Đấy, thì bây giờ cơ quan nhà nước này hay là cơ quan nhà nước lại dùng Zalo này để gửi thông báo đến người dân rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều các cái cơ quan nhà nước luôn. Nhiều lắm đấy anh chị ạ. Nên là doanh nghiệp chúng ta cũng có cái tương đương, ưu ái tương đương. Đấy, thì chúng ta sẽ bấm vào phần chọn. Ví dụ là anh chị kinh doanh trong ngành gì, chúng ta sẽ chọn ngành đấy thôi. Đó, bây giờ chúng ta kinh doanh trong ngành bất động sản hay là công nghệ, thiết bị công nghệ này, tài chính ngân hàng này, dịch vụ viễn thông này, dịch vụ du lịch này, lưu trú này, hay là đào tạo, giáo dục, hay là mua sắm bán lẻ, mỹ phẩm làm đẹp, đúng không? Anh chị ôi, kinh doanh... cô làm ơn lướt chậm một chút được không? Không, em không giảng lại đâu. Anh chị lưu ý là chúng ta sẽ có video học lại, chúng ta sẽ không hỏi khi đang dạy nhá. Vì rất nhiều anh chị khác là chúng ta sẽ không thích cái điều này, thì sẽ có video học lại cho anh chị, nên là anh chị chúng ta chú ý là được. Chúng ta sẽ chọn một cái ngành nghề liên quan đến cái sản phẩm dịch vụ của các anh chị, thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Ví dụ là bây giờ em chọn về ngành mỹ phẩm làm đẹp nhá, ra bấm vào đây. Thì thứ nhất là đặt tên office account, và thứ hai là thông tin giới thiệu. Tên office account này, thì bây giờ em sẽ chia sẻ lại cái phần này để hướng dẫn anh chị đặt tên, cách đặt tên. Bởi vì lúc nãy là quên mất chưa hướng dẫn cái phần đặt tên như thế nào. Đây nha anh chị nhá, cách đặt tên này. Hướng dẫn cực kỳ kỹ luôn. Cách đặt tên qua Zalo. Thứ nhất là nó sẽ theo cái cú pháp là tên ngành nghề cộng với cái chỗ này, nó có thể là tính từ này, hoặc là danh từ, hoặc là động từ đều được, cộng với cái chỗ này là tên riêng của công ty. Hoặc là nếu trong trường hợp mà anh chị mà chúng ta chưa có đăng ký kinh doanh, chưa có công ty ấy, thì vẫn tạo được bình thường anh chị nhé, vẫn tạo được. Tuy nhiên thì khi mà dù có đăng ký kinh doanh rồi thì anh chị nó Zalo này nó sẽ cho những cái công ty mà có những cái bên mà những cái OA mà có đăng ký kinh doanh đã được xác thực ấy, bằng đăng ký kinh doanh ấy, thì sẽ có nhiều tính năng hơn.
tức là cái OA nào ấy mà chúng ta làm đúng theo cú pháp và em hướng dẫn thì chắc chắn là nó được duyệt. Tuy nhiên thì để xác để được nhiều tính năng nhất thì phải xác thực bằng cách là gửi đăng ký kinh doanh này, chứng minh thư, hoặc là có nhiều cách xác thực khác nữa. Thì cho Zalo thì lúc bấy giờ ấy là chúng ta là cái trang qua Zalo đấy ấy, sẽ có nhiều tính năng. Ví dụ như là bình thường ấy, Zalo bình thường ấy thì chỉ có khoảng một tháng là được gửi khoảng một tin đến khách thôi. Nhưng mà Zalo đã được xác thực ấy, là một tháng là được gửi 4 tin. Tức là khách nhận được 4 tin ấy, gửi 40 lần gửi nhưng mà khách được 4 tin. Một tháng nhận được 4 tin một tháng, miễn phí tự động. Đấy, nó nhiều tính năng hơi hay hơn nhiều. Thì ví dụ như là tên ngành nghề, một đăng ký kinh doanh ấy thì có thể tạo được rất nhiều. Một đăng ký kinh doanh có thể tạo được rất là nhiều trang OA khác nhau. Ví dụ như là công ty trách nhiệm hữu hạn. Ví dụ nhá. Là em lấy ví dụ một cái công ty trách nhiệm hữu hạn. Thanh Phương. Thì công ty này kinh doanh bao nhiêu ngành nghề ấy, thì mỗi ngành nghề đấy là tạo được một trang OA Zalo. Thế nên là tạo được rất là nhiều. Và các anh chị mà chưa có đăng ký kinh doanh thì chúng ta vẫn tạo được, nhưng mà lại chưa không có tích vàng thôi. Thì tích vàng nó có nhiều tính năng hơn. Ví dụ như là đặt tên OA Zalo cho cái công ty Thanh Phương này. Thì ví dụ như công ty Thanh Phương này đăng ký có cái ngành đăng ký kinh doanh tên là spa đi. Thì em sẽ đặt là, có thể đặt là spa này, hoặc là mỹ phẩm, hoặc là dược phẩm cũng được. Tùy vào cái ngành nghề đó thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi bằng ngành nghề trong đăng ký kinh doanh ấy, chúng ta hoàn toàn thay đổi cái chỗ tên ngành nghề này. Chúng ta có để tạo ra nhiều OA Zalo, ví dụ là hoặc là mỹ phẩm đi, mỹ phẩm. Thì cái chỗ tính từ, danh từ, động từ kia ấy, thì anh chị có thể là chính hãng này, mỹ phẩm, chính hãng, đúng chưa ạ? Chỗ danh từ, động từ là chỗ chính hãng này, cộng với tên riêng công ty thì chỗ này là Thanh Phương. Đó, đặt tên như này thì chắc chắn là tên của anh chị được duyệt rồi. Nhiều anh chị là bị cái lỗi là không được duyệt lắm. Thế nên là đặt tên đúng cú pháp này là chắc chắn được duyệt rồi. Đấy, mỹ phẩm thì chính là tên ngành nghề rồi. Chỗ này là cái này là có thể có hoặc không. Cái chỗ này là có thể có hoặc không có cũng được. Đều được. Hoặc là đặt tên là mỹ phẩm Thanh Phương thôi cũng được. Không cần mỹ phẩm chính hãng nữa, hoặc là mỹ phẩm làm đẹp Thanh Phương, hoặc là mỹ phẩm Thanh Phương đều được. Thì cái chỗ chính hãng này có thể có hoặc không. Thì anh chị lưu ý rằng là chữ M này là phải viết hoa này. Chữ M là cái chữ đầu tiên này của cái chữ Mỹ này, phải viết hoa, được chưa? Thì trong cái lúc mà em hướng dẫn thì anh chị liên hệ luôn với công ty của anh chị đi, để lát nữa sang bên kia chúng ta thực hành luôn. Chữ Thanh Phương này thì chữ T viết hoa này. Viết hoa này. Đúng không? Tên riêng của công ty này, chữ T này, chữ P này, viết hoa. Viết hoa. Thì anh chị lưu ý rằng là cái tên này, ví dụ như là tên thanh, tên riêng như này ấy, thì đặt nó rất là dễ, nhưng một số bên là cũng hơi khó khăn một chút, là nếu anh chị mà lấy cái tên thay vì công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Phương, anh chị lấy là công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội ấy, thì chúng ta đặt nó tên đấy ấy, nó giống như là kiểu tên của doanh nghiệp ấy, thì lúc mà chúng ta mà đặt ấy thì sẽ khó được duyệt hơn bình thường. Thế nên là lưu ý là lúc mà đặt tên ấy thì chúng ta lấy tên riêng một chút thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và ví dụ như là một số bên như thế, là ví dụ như là siêu thị Mega Market ấy, nó có tên thương hiệu là Mega Market đúng không, thì họ có thể đặt là ở mỗi tỉnh mỗi chi nhánh của họ đặt được một cái OA Zalo, ví dụ như là Mega Market Thanh Xuân, Mega Market Hà Nội, hay là Mega Market Hạ Long, rất là nhiều luôn, rất là nhiều tên luôn. Đấy, thì chúng ta đặt được rất là nhiều tên các anh chị nhé. Đấy, thì các anh chị lưu ý giúp em. Một cái nữa là như này, anh chị nhờ. Ví dụ nha, công ty nó sẽ có tên là công ty trách nhiệm hữu hạn đúng không? Thì lúc mà đặt ấy thì anh chị nên là chúng ta bỏ chữ trách nhiệm hữu hạn đi. Và
Bởi vì cái tên này ấy, nó chỉ là được cái số ký tự nhất định thôi. Và khi mà nó hiển thị ở trên tin nhắn của khách hàng ấy, thì nó sẽ hiện cả tên công ty nữa khi mà chúng ta gửi tin nhắn chăm sóc ấy. Thế nên khi mà chúng ta đặt ấy, thì chúng ta không nên đặt những cái từ có cái từ công ty trách nhiệm hữu hạn này, mà chúng ta hãy đặt cái phần này là những cái từ mà khách hàng hay tìm kiếm này. Ví dụ là khách hàng tìm kiếm chữ mỹ phẩm thì nó sẽ hiện ra của mình, đúng không? Hay là khách hàng tìm từ spa thì nó sẽ tìm ra gợi ý spa của mình. Hay là khách hàng tìm đồ gỗ thì anh chị sẽ đặt ở chỗ này là đồ gỗ này, đó thì nó sẽ hiển thị cái trang của mình ra. Chứ còn anh chị mà chúng ta mà viết là cái từ công ty trách nhiệm hữu hạn ấy, thì khách người ta rất là ít khi tìm công ty trách nhiệm hữu hạn. Và nếu mà gõ công ty trách nhiệm hữu hạn thì nó ra rất là nhiều. Thế nên là khi đặt ấy, lưu ý là không đặt cái đầu nó là như này, mà hãy đặt luôn là cái ngành nghề, chỗ này nó phải thờ ngành nghề này, để khách hàng tìm thấy luôn. Ví dụ anh được kinh doanh đèn thì anh chị đặt luôn là dụ như là đèn led hay là cái gì đèn đấy liên quan đến sản phẩm của anh chị đó. Chứ tuyệt đối không đặt như kiểu công ty trách nhiệm hữu hạn gì đấy luôn đấy, mà hãy đặt ngành nghề. Thì mỗi anh chị là chúng ta chuẩn bị sẵn một cái tên đi, thì chúng ta sang bên này chúng ta sẽ đặt tên luôn này. Đây em chia sẻ tiếp nha. Chỗ này này chúng ta sẽ đặt là mỹ phẩm, đúng không? Như hôm nay em chọn cái tên là mỹ phẩm chính hãng hay là mỹ phẩm làm đẹp cũng được, làm đẹp hay chính hãng hay là mỹ phẩm Thanh Phương cũng được. Thanh Phương đấy, thì cái tên này là trùng với đăng ký kinh doanh, được chưa? Thì trùng như vậy thì nó sẽ lúc mà xác thực ấy, nó rất là dễ dàng để được tích vàng. Còn anh chị không có giấy tờ gì cũng được, không vấn đề gì, vẫn có thể có trang OI để chúng ta thao tác, chúng ta thực hành. Thông tin giới thiệu thì chúng ta sẽ mô tả cái này, mô tả về công ty của chúng ta. Thì cái phần giới thiệu này các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ mô tả những cái sản phẩm dịch vụ nổi bật của chúng ta, nhưng mà phải có những cái từ khóa mà khách hàng người ta hay tìm kiếm, thì lúc mà khách hàng tìm ấy thì nó mới lên phần gợi ý và họ mới tìm thấy cái trang OA của chúng ta dễ dàng. Chứ còn anh chị mà có những cái từ mô tả những cái thông tin lâu đâu ấy, thì lúc mà người ta tìm nó sẽ không được đề xuất, thì chúng ta sẽ mất đi những cái đơn hàng tự nhiên mà không cần phải quảng cáo gì. Đúng không? Người ta đi tìm mình một cái cơ hội để mình bán hàng như vậy mà mình lại không bán, mình lại để lạc cho đối thủ thì nó rất là phí. Thế nên phần thông tin giới thiệu các anh chị lưu ý là hãy giống như là kiểu như sale ấy, hãy có những cái từ mà khách hàng hay tìm kiếm. Em ví dụ này, mỹ phẩm chính hãng, Thanh Phương chuyên các cái sản phẩm. Chị làm theo luôn nhá. Đăng vòng 1 này. Rồi thì kem trẻ hóa da, kem chống nắng, vân vân này, nhiều chút vào. Rồi thì kêu gọi, một cái lời kêu gọi người ta ấn quan tâm để được nhận. Để được nhận ưu đãi, khuyến mại giảm giá. Khuyến mại và miễn phí giao hàng. Miễn phí vận chuyển. Miễn phí giao hàng. Đó, ví dụ như thế này đi. Bây giờ chúng ta chọn tỉnh thành. Anh chị mà chúng ta mà chưa chuẩn bị được cái phần thông tin giới thiệu này, hay là chưa chuẩn bị được ấy, thì chúng ta cứ làm theo đi. Xong cái này hoàn toàn sửa được, và chúng ta sau này chúng ta có thể tạo được rất nhiều OA khác nhau nữa, chứ không phải là chỉ là không sửa được, và chúng ta chỉ được tạo được một hai cái đâu nhá. Tạo được nhiều và thay đổi dễ dàng. Thế nên anh chị cứ chọn thoải mái, cứ thử thoải mái. Chúng ta sẽ làm thật là nhiều, chúng ta sẽ nháp thật nhiều, thì chúng ta sẽ chọn được, sẽ làm được tốt, những lần sau sẽ làm tốt. Nhưng quan trọng là chúng ta phải làm đã. Đó, bây giờ chúng ta nhập địa chỉ vào. Chúng ta sẽ chọn ảnh đại diện nhé. Nhập vào đây. Thì chúng ta sẽ chọn ảnh đại diện. Thì anh chị lưu ý là chúng ta sẽ chọn những ảnh mà về công ty, về sản phẩm dịch vụ là tốt nhất. Còn nếu mà ảnh người thì đôi khi là nó sẽ thường sẽ bắt chúng ta phải chứng minh rằng là cái người đó là
người ta đồng ý cho mình sử dụng hình ảnh của họ. Zalo thì họ cũng khá là chặt chẽ trong các vấn đề về sử dụng hình ảnh. Ví dụ bây giờ về mỹ phẩm này thì em thử lấy một cái ảnh về sản phẩm nhé. Sản phẩm này đi. Được chưa anh chị, chọn ảnh đi, anh chị chọn một ảnh bất kỳ của anh chị đi cũng được. Không, cứ chọn lấy một cái ảnh đi rồi chúng ta sẽ sửa lại sau. Chúng ta không phải lo cái vấn đề là sai. Phải làm nhiều thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm nhiều. Và chúng ta bấm đồng ý là được. Hay là chọn ảnh bìa. Ta bấm vào chỗ ảnh bìa này, tải lên. Đấy, giờ chúng ta sẽ chọn một cái ảnh bìa. Anh chị mà chúng ta chưa làm kịp ấy, thì mai ấy, thì các bạn support sẽ gửi video. Không phải video này mà là video hướng dẫn tạo OA riêng cho. Hoặc là vào kênh YouTube của em. YouTube là Phạm Thu Hồng là có. Ảnh nào nhỉ? Đợi chút anh chị ạ. Cái máy này của em nó ít ảnh quá. Thấy đại một cái nhá. Thấy đại cái xuất khẩu lao động này. Học viên của em đang chạy quảng cáo xuất khẩu lao động. Thấy đại cái này đi. Nó không hợp đâu nhưng mà mình lấy tạm ấy vì hôm nay chưa, cái máy này ít ảnh quá. Đấy, thì chúng ta có rồi thì bây giờ chúng ta bấm vào chỗ này tạo tài khoản Offica là được đây này. Chị đến bấm sang bên này là tạo tài khoản là được. Đấy. Anh chị nào mà đã xong rồi thì comment đi, comment số 1 cho em biết à. Chị nào tạo xong. Ok. Nếu anh chị tạo xong rồi đây. Đấy thì khi mà anh chị tạo xong rồi thì nó sẽ hiển thị ra cho em đúng không? Thì người ta Zalo sẽ bảo chúng ta là thực hiện xác thực OA để nhận thêm nhiều quyền lợi. Thì đầu tiên là khi mà chúng ta xác thực ấy, cái quyền lợi của cái việc xác thực thì, tức là khi mà chúng thứ nhất là chúng ta tạo đúng cú pháp như em hướng dẫn thì đã được duyệt rồi. Chỉ cần đúng cú pháp là duyệt rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta mà muốn là có tích vàng, có nhiều quyền lợi thì chúng ta phải xác thực. Thì thứ nhất là khi mà xác thực ấy thì nó sẽ nổi bật với cái dấu xác thực, nó có thêm một cái tích vàng nữa. Thì anh chị vào cái trang lúc nãy anh chị gõ tìm là Hồng Ngọc Star Media đó. Anh chị thấy là cái trang này nó có một cái tích vàng đúng không? Thì nó sẽ, trang đấy là được xác thực rồi thì nó nổi bật với một cái tích vàng. Đấy, thì nó sẽ giúp là tăng uy tín cho tài khoản doanh nghiệp, giúp khách hàng dễ nhận diện OA. Tăng uy tín như giống như là tích xanh của Facebook ấy, tích xanh của Facebook giống như là tích xanh của TikTok á. Xin lỗi cô, nó báo được thất bại là lỗi do đâu ạ? Thế mai bên em sẽ giúp chị. Thế thì thất bại thì cái thứ nhất là khi mà tạo tài khoản tích vàng này thì sẽ giúp là tăng gấp đôi số tin gửi vào broadcast. Một tháng ấy thì gửi được 40 tin này. Còn cái Zalo bình thường ấy, cái Zalo mà không có tích vàng ấy thì một tháng sẽ chỉ được gửi khoảng 20 tin thôi. Thế nhưng mà xác thực là được gửi 40 tin. Thì 40 tin này tức là sao, chúng ta phân loại ra 40 lần gửi đó. 40 tin là 40 lần gửi đấy. Thì như cái trang của em là hơn 300.000 người, có một trang hoa là hơn 300.000 người thì một tháng mình sẽ gửi 4 tin nhắn cho những cái người à 11 gửi 40 lần gửi cho những người đấy. Mỗi nhưng mà mỗi người chỉ được nhận 4 tin anh chị ạ. Thế còn cái trang mà không có tích vàng thì một tháng được gửi 20 lần nhưng mỗi người chỉ được nhận một lần thôi. Khả năng gửi tin DNS nữa anh chị ạ. Chăm sóc khách hàng bằng DNS nữa. Rồi thì xuất hiện trên thanh tìm kiếm, tức là khi khách hàng tìm kiếm mình chủ động ấy thì sẽ hiển thị ra. Rồi gửi tin chủ động đến người quan tâm này. Lưu trữ không đúng bài viết, còn cái trang mà không được xác thực ấy, chưa được xác thực ấy thì lưu trữ nó chỉ được giới hạn thôi. Nó sẽ bị mất sau khoảng một tháng.
Còn cái việc là cái trang để xác thực, chúng ta có thể tạo hàng trăm bài cũng được, nó lưu trữ luôn ở trên đấy rất là lâu dài luôn anh chị nhá. Thì chúng ta sẽ bấm luôn vào chỗ bắt đầu xác thực này, hoặc chúng ta bấm để sau cũng được. Nếu anh chị bấm bắt đầu xác thực thì chúng ta bấm theo em luôn, hoặc là để sau thì cũng được nhá. Đấy. Em bấm rồi tải đủ ảnh, nó bảo một tuần nữa. Cứ từ từ anh ạ. Đấy, thì như này nhá. Thì chúng ta sẽ bấm vào bắt đầu xác thực hoặc là để sau này, bấm vào xác thực này, đấy. Thì nó cần phải duyệt nữa. Thế nên anh chị em là chúng ta cứ bình tĩnh. Thì đầu tiên là xác thực OA Office Account này. Là chúng ta hoàn toàn có thể xác thực theo tên đăng ký doanh nghiệp, xác thực theo tên thương hiệu hoặc là xác thực theo tên giao dịch. Nói thêm một chút lại một chút là cái lúc nãy là một số chị đã thất bại ấy, là chúng ta có thể là chúng ta do cái máy tính của chúng ta nó bị làm sao đó, thì chúng ta sẽ thử đổi lại máy tính đi là được. Xác thực theo tên đăng ký doanh nghiệp đấy, thì chúng ta đây này, cái mẫu đăng ký kinh doanh như này, đây là mẫu đăng ký kinh doanh này. Thì dường như là đăng ký bằng hộ kinh doanh hay là đăng ký hộ kinh doanh hay là đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn đều được, công ty cổ phần đều được hết nhá. Cô ơi, thông thường sau bao lâu thì nó sẽ được duyệt à? Thường thường là sau khoảng một mấy mình làm đúng thì trong khoảng một vài ngày thôi. 7 ngày là chưa đến, hoặc là dụ như là sẽ có cả bên agency hỗ trợ nữa thì lát nữa mình sẽ nói sau. Đấy chị em sẽ mình sẽ hướng dẫn phần này. Chúng ta có thể xác thực theo tên đăng ký doanh nghiệp này, hay là tên thương hiệu này, hay tên giao dịch đều được. Đó, thì dễ nhất là đăng ký doanh nghiệp thì mình sẽ hướng dẫn anh chị. Mình cũng có cả video trên YouTube là hướng dẫn về xác thực nữa. Thì đây này có hai bộ hồ sơ. Thứ nhất là đăng ký doanh nghiệp, giấy đăng ký doanh nghiệp. Thứ hai là thì chúng ta sẽ tải ảnh lên giấy đăng ký doanh nghiệp này và chứng minh thư của người đại diện đứng trên giấy ấy. Lưu ý là cái người đứng ở trên giấy đăng ký kinh doanh này. Hai mặt cái đăng ký kinh doanh nghiệp này là phải có cả dấu ở đằng nữa, cái mặt có dấu nữa, cả hai mặt chứng minh thư đăng ký kinh doanh. Thì chúng ta bấm vào đây, ví dụ như là chọn cái này. Dụ anh chị nào mà chúng ta mà không có cái ảnh chứng, không có chứng minh thư này trùng với cái giấy ở đây, hai cái giấy này nó cái chứng minh thư này không trùng với cái mã cái số ở trên đăng ký doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ chọn cái bộ hồ sơ số 2, bộ hồ sơ số 1B bên này. Thì cái này là công văn yêu cầu mở tài khoản OA. Thì có mẫu đây rồi thì rất là dễ thôi. Cái nào cũng được, đều rất là dễ. Bấm vào đây nhá. Thì chúng ta bấm vào bắt đầu xác thực. Đấy, thì giờ chúng ta tải lên thôi. Tải giấy đăng ký doanh nghiệp này, tải chứng minh thư, chọn thôi. Cô ơi, trường hợp chúng ta chọn thôi chị ạ. Cá thể thì làm sao cô? Không có giấy đăng ký kinh doanh á? Cá thể thì chúng ta vẫn làm được hết. Cá thể nó như thế luôn. Cá thể cũng là đăng ký kinh doanh mà, vẫn làm được. Thì chúng ta tải lên thôi anh chị ạ. Tải lên là được và chúng ta gửi duyệt. Sau khi tải hết đủ giấy tờ này thì anh chị sẽ bấm vào gửi duyệt là được anh chị nhé. Thì cái này là có video hướng dẫn rồi. Đó. Trường hợp cái giấy đó mình không có là không có xác thực được đúng không cô? Thiếu giấy thì không xác thực được thôi. Nhưng mà vẫn làm được những cái tính năng khác nữa của Zalo. Thiếu giấy thì vẫn có tính năng khác nữa của Zalo anh chị ạ. Thì cái phần này là rất là đơn giản anh chị ạ. Hoặc là nếu không thì chúng ta xác thực theo tên thương hiệu. Nếu như anh chị đã có giấy đăng ký bảo hộ thương hiệu này, thì như bên thầy Long ấy, là hồi thầy hôm trước là thầy cũng khó khăn một chút trong cái quá trình xác thực ấy, thì bên em cũng có hợp tác với bên agency hỗ trợ thầy, thì thầy xác thực được cái tên đăng ký là Bingo Game, mấy cả tên, mấy cả cái OA là công ty luật gia Phạm đó. Bên thầy Long này, bên thầy Lam này, nói chung là các thầy lớn là bây giờ là dùng Zalo nhiều lắm.
cho mình hỏi một chút, của mình là ghi là oa của bạn đang được duyệt, thời gian dự kiến 7 ngày làm việc, trong thời gian này các chức năng tạm sẽ tạm thời bị khóa, thì là chức năng của oa chứ không phải Zalo đúng không? Thì chúng ta phải đợi thôi anh chị ạ. Chúng ta một số chức năng thì vẫn dùng được, còn một số chức năng thì bị khóa thì chúng ta đợi khoảng tầm mấy ngày thôi là được. Đó thì sau khi mà được duyệt rồi thì chúng ta sẽ thấy là sẽ vào để chúng ta thử nghiệm cách tính năng luôn. Dạ, cảm ơn. Câu hỏi thì lát nữa đến phần cuối giờ nhé. Cuối giờ thì mình sẽ cho anh chị là câu hỏi, các trả lời các câu hỏi, tư vấn cho các anh chị. Thì mình sẽ hướng dẫn các anh chị qua về phần quảng cáo nhé. Anh chị nhìn thấy màn hình chưa? Nhìn thấy màn hình của trang qua chưa? Mình sẽ giới thiệu qua cho anh chị về phần quảng cáo. Quảng cáo Zalo. Nhìn thấy đi, comment là nhìn thấy nhá. Nhìn thấy rồi ạ. Ok. Thì cái nick, cái tức là một cái tài khoản qua Zalo ấy, một cái tài khoản Zalo cá nhân ấy, thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể tạo được rất là nhiều các cái trang qua con khác nhau. Thì tài khoản Hồng Ngọc này là một trong số những cái tài khoản đấy của mình. Thì bên cạnh đấy là mình có rất nhiều những cái tài khoản khác anh chị nhá, ví dụ như là những cái tài khoản nào, ví dụ như là tài khoản này, đợi một chút để chia sẻ anh chị thấy rằng là mình chạy quảng cáo cực kỳ nhiều tài khoản luôn. Fuck you. Số anh chị là chúng ta tắt mic đi nhá, không thì mình sẽ cho anh chị ra ngoài đấy. Cô xem lại màn hình thôi, mình như không chạy gì cả. Đó. Anh chị nhìn thấy màn hình chưa? Màn hình của cô màu đen, không thấy gì hết cô. Thấy gì cô ơi? Cô chia tìm lại màn hình đấy, xem nào. Có mà, đang có màn hình mà. Tối thui à? Rồi, được rồi. Ok, thì đây. Cái tài khoản này thì mình chạy ít này, để cho anh chị xem một cái tài khoản khác. Đây là cái tài khoản này, là tài khoản mình chạy nhiều nhất này. Zalo này là quá tiềm năng, đến khoảng từ những mình làm nó từ những năm 2017 ấy, hiệu lợi nhuận nhiều trang khủng khiếp luôn. Tức là cái trang qua chạy nhiều sản phẩm cực kỳ nhiều luôn mà lợi nhuận nó rất là tốt. Thế nên là dường như là trên Zalo này tất cả những cái ngõ ngách này, kinh nghiệm các thứ là chỗ nào mình cũng biết. Đây là một trong những cái trang của mình ấy, mà còn nhiều tài khoản khác nữa. Thì anh chị quảng, nếu mà anh chị quảng cáo ấy, thì anh đầu tiên ấy là chúng ta sẽ bấm vào phần quảng cáo trước nhá. Bấm vào phần quảng cáo này. Bấm vào phần quảng cáo này. Đây là cái tài khoản Hồng Ngọc Star của mình. Thì tài khoản này là chạy nhiều nhất chúng ta. Ơi, màn hình bị đơ không chia sẻ được ạ. Màn hình đơ không nhìn gì cô ơi. Ôi, đợi một chút. Được chưa anh chị em? Nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Thấy rồi ạ. Đấy thì cái tài khoản này thì để cho anh chị em xem những cái cam là từ những năm trước này, chúng ta sẽ để kiểm tra lại, chúng ta sẽ bấm vào phần quản lý chiến dịch này. Sẽ bấm vào đây. Quản lý chiến dịch để kiểm tra lại, để chúng ta xem lại này, nếu như chúng ta muốn là xem những cái chiến dịch quảng cáo từ những năm trước thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần này. Đấy. Thì chọn thời gian.
Ví dụ như là nếu như mình mà quay lại mình xem là cái thời điểm là khoảng thời gian mình trước khoảng độ tháng cái nick này thì khoảng tháng 2 là mình chạy hơi nhiều. Đấy thì đây này cái tài khoản này tháng 2 thì mình chạy khoảng 29 triệu. Bởi vì chạy là khi mà mình chạy mình biết chắc chắn là mình chạy là thành công rồi. Bởi vì trước đấy là mình tối ưu rất là nhiều những cái lần mà mình những cái kinh mình chạy rất là nhiều nên là kinh nghiệm rất là nhiều. Thì khi mà mình chạy ấy mình biết chắc là nó sẽ thắng rồi nên là chạy bao nhiêu cũng được luôn ấy. Chỉ cần dụ như là mình có sức để mình tư vấn đủ sale tư vấn ấy là mình chạy nhiều luôn. Thì có lần này tư chạy khoảng 28 triệu này. 29 triệu này, dụ như là khoảng tháng tài khoản này hay chạy vào khoảng tháng 3. Tức là có nhiều tài khoản như khoảng tháng 3 này là chạy hết 80 triệu. Chi phí quảng cáo là 80 triệu. Và khoảng tháng 6. Khoảng tháng 6 thì chi phí quảng cáo là khoảng 24 triệu. Đấy. Thì tức là cái mình tức là khi mà chạy quảng cáo thì anh em là có thể là chạy bằng nhiều tài khoản khác nhau hoặc một tài khoản cũng được, không có sao hết anh chị nhá. Và đây là cái thời điểm mà mình chạy nhiều là thời điểm mà khoảng năm 2001. Thì ngày xưa ấy, lúc mà chạy quảng cáo ấy, cái thời điểm này là chạy trong khoảng tháng 1 này là chạy hết khoảng hơn 300 triệu. Đấy, thì ngày xưa chạy quảng cáo giá nó đắt hơn bây giờ khoảng 3 lần. Vì ngày xưa lúc bấy giờ ấy là hầu như là ai cũng chạy được hết người Zalo, nó chưa phân ra cái tài khoản Zalo doanh nghiệp cũng như là tài khoản Zalo cá Zalo doanh nghiệp cũng như là Zalo thường. Tức là dường như lúc bấy giờ là như nhau, chưa phân là có tích vàng hay không. Thế nên là ai chạy cũng được. Vì thế mà những cái bên nó chạy rác ấy, nó chạy rất là nhiều luôn. Làm lúc bấy giờ làm cho cái giá quảng cáo đẩy lên cao. Vì thế mà lúc bấy giờ ấy mình chỉ có cái thời điểm này ấy, chị thử xem lịch mà xem, nó chính là cái dịp Tết của cách đây khoảng năm 2020. Dịp Tết lúc bấy giờ ấy, chạy nó mới rẻ. Bởi vì lúc bấy giờ các bên khác họ nghỉ Tết hết rồi. Thì lúc bấy giờ mình chạy mình mới được giá rẻ. Và khi mà mình chạy ấy, thì cái lượng mà lead khách hàng nó dồn về, lượng gia tăng khách hàng dồn về rất là lớn luôn. Và lúc bấy giờ các bạn sale nhà mình nghỉ hết rồi. Thế nên là mình không biết làm nào. Thì khách hàng đặt cũng nhiều mà không có người để tư vấn. Mà cái lượng mà nhưng mà mình thu được cái lượng quan tâm ấy, lượng quan tâm cực kỳ lớn. Thì với 303 triệu ấy, mình thu lúc bấy giờ được khoảng gần 50.000 người quan tâm trang. Và mình biết rằng là lúc bấy giờ là mình chỉ cần là có những cái người quan tâm trang này thôi ấy, thì sau này mình chăm sóc họ sẽ mua hàng rất là nhiều. Tuy nhiên là lúc mà mình chạy như vậy là mình đã thu được cái lượng khách hàng, gia tăng khách hàng cực kỳ lớn rồi. Đấy thì giờ sẽ cho cả nhà xem là cái lượng gia tăng của cái hồi đấy mình chạy như nào. Không phải cái trang này rồi, mình có nhiều tài khoản để chút. Cái hình thức mình chạy ấy, là chạy quan tâm đấy chị nhá. Chỉ lúc mà chạy quan tâm ấy là mình đã thu được rất là nhiều cái lead khách hàng muốn đặt hàng rồi. Thế nhưng mà lúc bấy giờ là mình không có sale để tư vấn, nhưng mà mình lại thu được cả người quan tâm nữa. Để lát nữa mình show cho anh em xem cái trang mà mình chạy quảng cáo cái đợt đấy. Bây giờ là có lead khách, có data khách hàng mà mình không dám gửi nhắn, bởi vì gửi khách hàng mà đặt hàng xong là mình cũng không gửi hàng đi được. Bây giờ nó lại khó khăn trong cái việc là gửi hàng. Nhưng mà chắc là cái tình trạng này nó chỉ cái tình trạng chưa biết để khai thác. Đó thì xem nào. Học
viên chuyên sâu của mình ấy, có chị chạy, có chị bán chuột, chuột máy tính thông minh ấy. Chuột máy tính thông minh khoe mà. Em chạy quảng cáo ra đơn rồi, được mấy đơn rồi. Mới chạy thử, tức là khi mà chạy quảng cáo ấy đã lãi luôn rồi, chị đã chạy qua, chị chạy quan tâm. Thì khi mà chạy quảng cáo ấy đã lãi rồi. Thế nhưng mà chị lại còn cái lãi cái nữa là chị thu được cái lượng người quan tâm trang ấy, thì sau này chị chăm những cái người đó, người ta chưa hoàng mua hàng ngay hoặc là người ta mua hàng rồi chăm sóc tiếp. Thì sau này ấy thì người ta sẽ mua rất là nhiều. Thì ngày xưa mình chạy sản phẩm ấy là sản phẩm xe khít cho phụ nữ. Đấy. Thì cái này nó hơi nhạy cảm một chút, thì anh em chúng ta làm kinh doanh nên là chúng ta cũng không có ngại cái vấn đề này nhá. Thì cái này cũng chỉ là cái này bình thường thôi. Cái này cũng chỉ bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Mình che số điện thoại rồi mà. Đúng không? Anh chị làm kinh doanh nên chúng ta thấy cái này nó bình thường đúng không ạ? Thì đây này, cái lượng data rất là nhiều. Thì mình chạy quảng cáo mình thương vừa thu được cái lead người quan tâm, mình lại vừa thu những cái người ta để lại thông tin đặt hàng. Đấy, thì sau cái đợt mà Tết đó, cái thời điểm này là thời điểm Tết, sau cái đợt Tết đó mình gọi điện mình tư vấn cho những cái người này, kết hợp với nhân viên nhà mình cũng bài bạn nữa, tư vấn nữa, thì được rất là nhiều đơn. Đấy, những người ta có nhu cầu này, nhưng mà lúc bây giờ là tư vấn được ít thôi. Ví dụ ngày 20 nhá, ngày 20 này, bố đã buôn vàng một đoạn luôn này. Kinh khủng không? 21 này, dài dằng dặc luôn đúng không? Dài dằng dặc luôn. 21 này, kinh khủng. Đấy, cái này mà có sale á, thì chốt được 300 triệu chuyện nhỏ luôn. Nhưng mà sau khi mà chốt xong ấy, mình lại còn được cái lượng data khách hàng ấy, người quan tâm ấy, mình chăm đến tận bây giờ luôn, vẫn bán được rất nhiều đơn về xe khít vùng tím luôn cho chị em 723 này. Kinh khủng. Cô ơi, cái này là cô đang chạy quan tâm rồi cô? Là chạy quan tâm nhưng mà có cả gắn landing về luôn á. Vừa chạy quan tâm lại vừa gắn landing vào cái trang quan tâm của mình ấy. Thì người ta bấm và người ta điền luôn thông tin vào đây để tư vấn này. Thế là mình được hai luôn ấy. Cô vậy là mấy cái câu hỏi mở trên này nó chạy là từ landing nó chạy qua đúng không? Tức là mình gắn cái landing vào trên cái trang OA đó đấy. Thì khi mà mình mà chạy quan tâm ấy thì mình vừa thu được người quan tâm mà người ta quan tâm, người ta lại mua hàng luôn, người ta lại bấm vào cái landing của mình ở trên cái trang quan tâm đó, mình thu được luôn đó. Cái file Excel này cô có lấy cái câu hỏi này nè, là nó chạy vào tự động hay là do mỗi lần cô chăm sóc khách hàng cô copy và cô gõ vào? Tự động đi chứ, cái này là landing page thì nó gắn vào là tự nó ra đây luôn mà. Yeah. Chị em lưu ý là chúng ta sẽ hỏi vào lúc cuối giờ nhá, không bật mic nhá. Vì nhiều anh chị em là vì cái này quay lại video nữa. Đấy, rất là nhiều đơn tư vấn ở sau nữa. Thì đây nhá, cho anh chị em xem cái trang này. Trang này là lâu không gửi lại tin nhắn ấy, bởi vì sợ khách không nhận được lại kêu ấy, nên là không gửi lại. Chứ mỗi lần gửi lại thì những cái người đây, người ta cái lượt xem bài viết rất là nhiều, rất là lớn. Và đơn hàng tự động nó được sinh ra như vậy đó anh chị, chứ đâu cần phải chạy quảng cáo nhiều đâu. Thì cái trang này nhá, cái trang đấy là cái trang mà mình chạy 50,000 người ấy. Thì bây giờ nó tên nó là trang mỹ phẩm làm đẹp Silop. Trang này cũng không dám gửi lại tin nhắn vì giao hàng này nó có vấn đề đấy. Đó. Khách hàng nhắn tin đặt rất nhiều. Đây là cái thẻ này, thẻ chúng ta hoàn toàn có thể gắn vào đây được. Thì thường ấy là khách hàng gọi điện đến này, hoặc là đây này, đã cóp số những người để lại số này. Số điện thoại này thấy anh nhìn thấy chưa? Số điện thoại rất là nhiều. Những cái người để lại số thì mình gắn cái lên cái thẻ ở đây là đã cóp số để phân loại này, phân loại rất là dễ dàng. Anh chị thực sự là quá may để có một người mà có thể chia sẻ anh chị cái lý do anh chị mình phải làm. Chứ còn trên YouTube ấy cũng có nhiều bên chia sẻ, nhưng không bao giờ người ta sẽ cho anh chị biết là tại sao lại phải làm. Cái lý do ấy, tại sao, cái why ấy, nó rất là quan trọng. Ngày xưa ấy, khi mà mình mới bắt đầu ấy, là có một người bạn chia sẻ rằng là cái cơ hội kinh doanh này trên Zalo, bạn ấy đang làm rất là tốt và mình có động lực mình làm, và mình làm mà mình đã thành công luôn từ cái thời điểm đấy. Nhưng mà bây giờ ấy thì thực ra mình chạy quan tâm ấy, giá nó rẻ hơn nhiều, rẻ gấp 3 lần. Cách đây khoảng 3 năm nhá, bình thường ấy, thông thường mà chạy 2-3 năm ấy, thường mà chạy giá nó phải, giá một click của nó sẽ rơi vào khoảng trên 1.000 đến 1.500. Có bạn, ngày trước có bạn Vân,
bạn Vân mà ở trong nhóm V rồi thì bạn Thanh Vân mình phải chăm sóc các anh chị ấy, trong các nhóm ấy, là các bạn làm sale tư vấn cho mình. Thì các bạn cái thời điểm đấy nhớ mãi thời điểm là cái trang mỹ phẩm Syrup này chạy quảng cáo hết hơn 10 triệu thôi, nhưng mà được một hơn 10 triệu này, được mười mấy triệu đấy, được 1.364 người quan tâm, thì bán được rất là nhiều. Ngoài khách gọi điện đến này, khách hàng nhắn trực tiếp qua Zalo cá nhân luôn, gắn link ở trên cái trang này qua Zalo cá nhân luôn, thì khách hàng đặt để lại số này, tư vấn chốt đơn này rất là nhiều. Mỗi đơn hàng thì khoảng có những đơn 1.350.000, có những đơn thì 2.700.000, rất là nhiều này. Mà trang này chạy có hơn 10 triệu nên quảng cáo thôi thu lại được rất nhiều. Thì anh chị thấy là nó tiềm năng như thế nào? Với các anh chị, ví dụ chúng ta mà làm về dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ấy thì quá là dễ rồi. Thế nhưng mà một số anh chị chúng ta làm những cái ngành khác ấy, thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể là làm một cái trang uy tín, rồi khách hàng tự tìm đến, rồi chúng ta quảng cáo như kiểu bạn là bạn nghĩ là bạn nghĩ là khóa trúc của mình ấy, chuyên sâu của mình ấy, làm về cửa quấn ấy. Mình cũng không nghĩ là làm cửa quấn thì nó lại tiềm năng như thế, lại nhiều người có nhu cầu đến như thế, mà bạn mình chạy nguyên ở cái tỉnh của bạn ấy thôi mà đã được những cái đơn hàng mười mấy đến hơn 100 triệu một đơn như thế rồi. Đấy thì hoàn toàn là chúng ta có thể là làm tốt hơn cái công việc của chúng ta với Hoa Zalo, và hoàn toàn là ta có thể mở một cái cửa hàng, một cái giống như là một cái cửa hàng, một cái shop mới ở trên Zalo để chúng ta có thêm một cái nguồn thu nhập mới. Ví dụ nha các anh chị mà chúng ta mà muốn có thêm một nguồn thu nhập mới, ví dụ như là anh chị đầu tư vào trà chanh này hay là trà sữa này, đúng không? Trà sữa anh chị phải đầu tư khoảng hơn 300 triệu, hay là anh chị mở một cái cửa hàng mỹ phẩm ấy, anh chị thuê mặt bằng ấy, thì anh chị cũng phải bỏ ra đến tận mấy chục triệu, đúng không? Thuê mặt bằng rồi thì nhập hàng các thứ về, thì khách hàng tự tìm đến rồi thì dịch còn chúng ta còn không có thể tiếp cận được khách hàng nữa. Thì với Zalo này thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể mở thêm được một cái nguồn thu nhập mới từ Zalo này. Cái trang này chạy hơn 10 triệu mà số điện thoại rất là nhiều, để lại số điện thoại tư vấn để đặt hàng. Có những đơn 2.700.000 nha, khách hàng mua lại rất nhiều lần các chị nha, có những khách hàng mua của mình mấy mấy triệu luôn. Có những chị ở trong miền Nam ấy, đơn 2.700.000 các thứ rất nhiều. Mua sỉ nữa, khách hàng tuyển sỉ nữa. Hoàn toàn anh chị có thể là vừa kéo khách hàng đến trực tiếp này, lại vừa tuyển sỉ này, lại vừa có thể tuyển được những cái đại lý của các anh chị, hệ thống của anh chị ở trên cả nước luôn. Mà đầu tư vào để một trang này cũng có bao nhiêu đâu. Thứ nhất là những cái nếu như mà anh chị mà chúng ta chọn hình thức chạy quan tâm ấy, thì chúng ta nên để là chạy quan tâm ấy, chúng ta nên có tích tàng. Thì chúng ta chỉ có làm cái đăng ký kinh doanh ấy, hoặc là đăng ký hộ cá thể, nó rất là đơn giản. Hoặc là nếu mà anh chị mà chúng ta mà muốn làm chúng ta không muốn là phải mất công đăng ký kinh doanh, hay là không cần phải đăng ký kinh doanh gì, thì chúng ta chạy hình thức khác, chạy hình thức form, hoặc là chạy hình thức về form này, hay chạy hình thức landing ấy, thì chúng ta còn có khi chúng ta chẳng cần trang qua này, chúng ta vẫn chạy được hình thức đó luôn. Đấy, không cần trang qua Zalo này cũng vẫn chạy được cái hình thức đó. Hoặc là chúng ta cũng không cần phải xác thực, chúng ta vẫn chạy được form, vẫn chạy được landing. Bây giờ quảng cáo rẻ gấp khoảng 3 lần, thế nhưng mà một cái là cũng hơi tiếc một chút là mình lại tập trung hơn cho cái ngành cái đào tạo ấy, nên là mình không có làm mỹ phẩm nhiều như ngày xưa nữa. Như ngày xưa ấy, đây chính là một cái cơ hội tốt nhất để chạy quảng cáo quan tâm, hoặc là chạy các hình thức khác nữa, nhưng mà nhất là chạy quan tâm ấy, bởi vì bây giờ ấy, giá quảng cáo nó rẻ rồi, bây giờ nó chỉ khoảng tầm hơn 600 đồng một chút là chúng ta chạy nhanh cực kỳ luôn. Thế nhưng mà cái thời của mình cách đây khoảng 3 năm trước, thậm chí là 1 năm trước ấy, khi mà Zalo mới có cái luật về tích vàng các thứ ấy, mới ra ấy, hoặc là nó cần một số những cái giấy phép khác ấy, thì nhiều bên họ chạy rác ấy, họ không chạy nổi ấy. Thì những cái bên mà có giấy phép, ví dụ như là chạy về thực phẩm chức năng, chạy quan tâm ấy, có giấy phép ấy, đó, thì giá nó mới được rẻ như vậy. Thì chính là cái cơ hội này là cơ hội tốt nhất luôn. Các anh chị mà không làm thì tôi tin là chỉ một thời gian nữa thôi là rất là nhiều bên họ đối thủ của anh chị làm rồi, thì họ sẽ được những cái lượng khách hàng tự nhiên tìm đến, cũng như rằng là họ sẽ vượt anh chị rất là xa. Thì đây là để chạy quảng cáo, thì chúng ta trước khi chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ bấm vào phần nạp tiền đó, chúng ta sẽ bấm vào nạp tiền ở chỗ này. Đây bạn Vân ở trong nhóm V ấy, mấy cả nhóm F ấy. nhóm V mấy cả nhóm gì nhỉ, nhóm nhóm K VIP hay là nhóm K 5 ấy,
ra 50k5 viết bảo ôi chị gì nhỉ, chị Hương thích cái ngày nào cũng khoe có đơn, chưa chẳng cần chạy quảng cáo gì mà cũng có đơn thích thế. Đấy thì anh chị tối ưu như chị Hương ấy, đấy là ngày hầu như là hôm nào cũng bảo là hôm nay em có đơn rồi, không cần chạy quảng cáo gì có đơn. Rồi thì anh Tuấn thỉnh thoảng này, anh Tuấn quảng cáo ở chapter Felix ấy, chúc BNI Felix của chapter của tôi ấy, thỉnh thoảng lại nhắn mà anh phải chia sẻ cái này cho thật nhiều anh em BNI biết. Thì nạp tiền trực tuyến thì anh chị bấm vào cái như vậy, tôi vừa bấm đây này, anh chị bấm vào cái chỗ nạp tiền này rồi thì nó sẽ ra cái trang này và chúng ta sẽ bấm vào nạp tiền trực tuyến. Chúng ta sẽ chọn là thẻ quốc tế Visa Master này hay là thẻ nội địa Internet Banking hoặc là ví điện tử Zalo Pay. Cái nào cũng được luôn. Thì tôi hay chọn là ví điện tử Zalo Pay này, nó dễ, nó nhanh. Thì anh chị có thể tải Zalo Pay này để chúng ta thanh toán tiền điện, tiền nước, à tiền điện ở trên này cũng được. Hoặc là chúng ta có thể nạp thẻ bằng các hình thức khác, Visa hay là ATM nội, ATM nội địa đều được hết. Đó, bấm vào đây thôi và chúng ta bấm tiếp tục. Bây giờ chúng ta nhập số tiền cần nạp, ví dụ chúng ta cứ nạp khoảng tầm 500, 1 triệu trước cũng được. Cho bấm số tiền cần nạp nạp này. Sau đấy thì chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục. Tôi cũng có video này ở trên cái kênh YouTube là Phạm Thu Hồng nữa. Thì anh chị gõ thì sẽ có cái hướng dẫn chi tiết hơn, chi tiết hơn một chút. Đó, và chúng ta sẽ quét mã QR. Quét mã QR. Hoặc là chúng ta quét mã QR thì chỉ cần vào cái ứng dụng Zalo Pay quét là xong. Hoặc là chúng ta bấm sang đây này cũng được. Nhưng mà cứ bấm vào quét mã QR thì quét ở trên kia là xong. Nhanh lắm. Nó ra luôn. Nói chung là nạp cũng dễ. Hoặc là anh chị có thể chọn hình thức nạp thẻ khác đều được. Thì cái này nó dễ nhá anh chị nhá. Thì chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ tự làm hoặc là chúng ta sẽ xem video trên kênh YouTube của mình. Thì lát nữa thì các bạn hỗ support sẽ gửi video cho anh chị. Thì nó sẽ kỹ hơn một chút. Như thế này là đơn giản. Đấy. Thì sẽ giới thiệu qua cho anh chị về những cái quảng cáo của Zalo. Rồi thì trong cái quá, nếu như mà anh chị nào mà muốn sâu hơn từng kỹ từng thứ một, ví dụ như là về muốn học sâu hơn thì sẽ có những cái khóa chuyên sâu. Thì quảng cáo qua Zalo thì chúng ta sẽ bấm vào tạo quảng cáo. Thì đây là những cái hình thức quảng cáo này. Ví dụ anh chị muốn là chạy cái hình thức quảng cáo là tìm kiếm khách hàng tiềm năng đó, và chuyển đổi họ bằng cách khuyến khích họ để lại thông tin, thì chúng ta chọn hình thức form. Hình thức form như vậy tôi giới thiệu ấy, nghe em giới thiệu ấy. Đấy. Hoặc là anh chị muốn chọn hình thức là tăng cái lượng truy cập về trang ấy, thì chúng ta thường chạy landing nhé, hoặc là chạy bài viết cũng được. Nhưng mà nên chạy landing là tốt nhất, nó đầy đủ thông tin nhất và khách hàng đặt hàng dễ dàng nhất. Thì chúng ta chọn cái hình thức này. Hoặc là chúng ta có thể là xem cả cái chỗ này và bấm vào chỗ này để xem tất cả này. Bấm vào đây. Thì nó sẽ hiển thị ra rõ hơn. Thì chúng ta lại chọn đây, form này, website hay là landing này, hoặc là quảng cáo quan tâm này, quảng cáo bài viết này, quảng cáo sản phẩm này, quảng cáo video. Thì đây là cái hình thức quảng cáo. Thì hiệu quả nhất ấy là quảng cáo về form. Hoặc là landing hoặc là quan tâm, thì tôi thích nhất là hình thức quảng cáo về quan tâm như này. Đó, và chúng ta sẽ bấm vào bắt đầu là chúng ta có thể tạo được form hay là quảng cáo website hay là quảng cáo quan tâm rồi. Thì quảng cáo về form ấy, thì nó sẽ có một số những cái ngành hàng hỗ trợ ở trên này. Thì đây, khi mà chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ thấy là một số ngành hàng hỗ trợ quảng cáo về form. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Một số ngành hàng thôi, còn quảng cáo về landing và quảng cáo về quan tâm ấy, thì cái lượt cái nhiều sản phẩm, có nhiều sản phẩm được chạy hơn rất là nhiều. Thì đây là anh về, anh chị sẽ xem qua cái này nhá, cái quy định, một số những cái quy định này nhá. Đấy, ví dụ bây giờ mình thử hướng dẫn anh chị về quảng cáo về form nhé. Thì chúng ta bấm vào bắt đầu này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái trang OA mà chúng ta muốn chạy. Đó, thì chúng ta chọn, ví dụ tôi chọn một cái trang là, tôi chọn trang Học viện Kinh doanh Hàm My đi. Thì chúng ta sẽ bấm vào tạo quảng cáo. Tức là mình sẽ chọn cái trang mà mình muốn chạy ấy. Chúng ta bấm vào tạo quảng cáo.
Và sau đấy thì chúng ta sẽ chọn những cái tỉnh thành, quận huyện mà chúng ta muốn là chạy, ví dụ như là cái này hoàn toàn là anh chị có thể target được miền Bắc, miền Trung, miền Nam này, hoặc là chúng ta có thể chọn vị trí cụ thể. Quảng cáo thì dùng Zalo để cực kỳ ổn định luôn. Đó là chúng ta chọn vị trí cụ thể, ví dụ là chọn Hà Nội. Thì chúng ta sẽ chọn vị trí, ví dụ như là bán kính của nó là 100 km này, hoặc là bao nhiêu đó. Hoặc là nếu như anh thì chúng ta bấm áp dụng, hoặc không ấy, chúng ta mà không muốn là chạy Hà Nội ấy, nếu mà muốn chạy rẻ nhất ấy, thì chúng ta với hình thức form này ấy, thì anh chị là chúng ta target hay là không target thì giá thầu của nó ấy, thì vẫn không đổi. Còn ví dụ như là chạy La Đinh hay là chạy về thì giá thầu của nó sẽ tùy theo vị trí cụ thể của anh chị. Anh chị target càng gần thì vị trí của nó lại càng thì giá thầu của nó lại càng cao. Đấy, thì tùy anh chị nhá. Hoàn toàn target được. Rồi, sau đấy thì chúng ta đây là phần target này. Còn phần này là phần chọn giới tính. Thì sẽ hướng dẫn qua cho các anh chị thôi. Còn thực ra cái phần này nó cũng dễ. Nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn kỹ ở trong cái khóa chuyên sâu, bởi vì thời gian hôm nay nó cũng chỉ có hạn thôi. Và về cơ bản thì thực ra là nếu mà nói về là cái khó của Zalo ấy, thì về cái kỹ thuật để nó không có gì là khó, nó rất là dễ. Nhưng mà cái tư duy để làm ấy, để làm hiệu quả ấy, để thắng với Zalo ấy, thì chỉ có một số anh chị là chúng ta một, tức là tôi chỉ chia sẻ trong khóa chuyên sâu. Bởi vì sao? Bởi vì những cái anh chị nào mà học chuyên sâu ấy, thì sẽ chia sẻ thêm một số, thêm những cái bí kíp để có thể làm hiệu quả nhất, tối ưu nhất. Thứ hai là phần giới tính nhá. Giới tính thì anh chị sẽ tùy vào cái khách hàng của anh chị là nam hay nữ, hay là cả nam cả nữ, thì anh chị sẽ chọn vào đây. Và chúng ta bỏ đi cái đối tượng 18 dưới 24 tuổi, thường thì bỏ đi đối tượng dưới 18 này. 18 đến 24 anh chị có thể để hoặc không. Đó, hoặc là nếu mà khách hàng của anh chị về bất động sản, anh chị có thể bỏ cái đối tượng này cũng được. Nói chung là tùy anh chị xem cái khách hàng tiềm năng của mình là ai. Và chúng ta có thể target cái nền tảng này nữa. Rồi thì sở thích nhân khẩu học chúng ta target vào đây, sở thích vào đây, được chưa ạ? Và chúng ta tạo quảng cáo. Ví dụ như này, tạo quảng cáo này thì chúng ta sẽ áp dụng ngân sách cho có thể là toàn lịch chạy hoặc là mỗi ngày đều được. Và chỗ này là lịch chạy này. Lịch chạy thì chúng ta có thể thay đổi không nhé. Lượt nhấn. Thì Zalo ấy, nếu như với cái hình thức chạy quảng cáo form ấy, thì khách hàng chỉ cần 2 click là khách hàng đã có thể là để lại thông tin đặt hàng cho chúng ta rồi. Vì thế là giá của nó sẽ cao hơn cái quảng cáo kia. Ví dụ quảng cáo của cái form này là 3.000 một lượt nhấn. Thế nhưng mà quảng cáo của cái landing ấy, hoặc là quảng cáo của lượt chạy quan tâm ấy, thì nó chỉ khoảng hơn 600 đồng một click thôi, rất là rẻ. Đấy, và chúng ta sẽ target cái số lượt nhấn này, rồi thì cái thông tin này. Và cái phần này ấy, phần này thì mình cũng có video hướng dẫn ở trên kênh YouTube rồi. Thì về các anh chị tham khảo ở trên kênh YouTube nữa thì sẽ nhiều hơn, bởi vì thời gian là hôm nay cũng không có nhiều lắm. Thì cái phần này dễ lắm anh chị ạ. Đây này, mẫu và mẫu hết rồi. Cái này là hoàn toàn anh chị có thể là tạo theo mẫu riêng hoặc là anh chị có thể là chúng ta lấy theo mẫu của Zalo luôn. Đó, ví dụ như là mẫu nhận thông tin tư vấn ở đây này, rồi thì mẫu mua sản phẩm ở đây, mẫu nhận thông tin sản phẩm đây. Anh chị có thể thu thập được tên này, số điện thoại, email này, hoặc là anh chị có thể nhận được địa chỉ của khách hàng luôn này, hay là mẫu như của Zalo quy định, hoặc anh chị có thể tùy chỉnh theo mẫu của anh chị theo như ý, đúng không ạ? Anh chị thấy là hay không? Rất hay đúng không? Chỉ cần 2 click thôi, khách hàng 2 cái click thôi là khách hàng đã, anh chị đã thu được lead rồi. Và chỉ cần khoảng 2 cái click đấy thôi á, 2 cái click đấy thôi, và nó lưu luôn ở trên đấy. Thế nên là cái việc là khách hàng gửi thông tin cho anh chị ấy cực kỳ nhanh luôn. Thì cái hình thức form này nó sẽ áp dụng cho cả về bên giáo dục nữa và nhiều bên khác nữa. Cả về spa cũng có lần tôi thấy người ta chạy quảng cáo form. Thì đây là một cái hình thức chạy, cái hình thức mà cũng rất là hay của Zalo, bất động sản cũng rất là nhiều. Đó. Thì hoàn toàn thay đổi được ảnh. Đây nha, ví dụ ảnh này là tôi thay đổi được này. Đó, mình bỏ đi, mình chọn cái khác này. Ví dụ như là mình lấy demo một cái ảnh này này. Thì bấm xác nhận vào đây. Được chưa ạ? Đấy, thay được luôn đúng không ạ? Rồi thì cái thông tin tiêu đề này, nội dung này, mình thay được hết vào đây.
làm sao mà chỗ này nó tối ưu để khách hàng người ta mà muốn hấp dẫn, đủ hấp dẫn để người ta để lại thông tin cho chúng ta. Cái mục đích là thu thập thông tin, đúng không ạ? Thông tin rồi hình mô tả, chỗ này là cái hình mà khi mà người ta mà nhìn thấy quảng cáo của chúng ta trên Zalo là người ta sẽ thấy luôn cái hình này. So với Zalo ấy là cái viết công việc, so với Facebook ấy rồi thì các cái nền tảng khác ấy, thì cái việc là chúng ta viết content, hình ảnh các thứ nó dễ hơn nhiều luôn. Người nói là dễ hơn hàng mấy bao nhiêu lần luôn ấy, phải hàng chục lần ấy. Facebook ấy nó phải thay đổi content các thứ rất nhiều, nhưng mà Zalo này nó dễ. Ngày xưa mình phải nói là mấy năm trước mình có một cái máy tính đi mua trả góp anh chị ạ. Photoshop không biết một cái gì, máy tính còn không biết sử dụng luôn. Thế nhưng mà vẫn mò, nên là cả năm ấy chạy có mỗi bút ảnh thôi mà vẫn ra rất nhiều tiền. Vẫn chạy nguyên doanh số hàng chục tỷ, đấy là ngày xưa nha anh chị nhá. Bây giờ thì tôi cũng học và các thứ và tôi cũng làm nhiều nên là tôi biết làm nhiều hơn rồi. Thế nên là các anh chị mà bảo là không biết Photoshop hay là kém công nghệ các thứ ấy là không phải lo, bởi vì sẽ có những cái bí quyết giúp anh chị là chúng ta tìm được chiếc ảnh rồi thì chiếc content các thứ là nó hay hơn. Có cái cách, nói chung là có cách hết. Thực ra là cũng không cần phải sáng tạo nhiều đâu, vì có cái cách hết rồi, cách làm hết. Thì đây là cái phần ở trên điện thoại đây, khách hàng sẽ nhìn thấy chúng ta này, ở trên điện thoại là như thế này. Đấy. Đấy thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta chỉnh được cái này. Anh chị để ý những cái đối thủ của mình chạy ở trên đối thủ hoặc là những cái bên quảng cáo khác ấy, thì mình sẽ biết cách mình viết làm sao cho cái bài này của mình nó hấp dẫn để khách hàng người ta để lại thông tin, chúng ta dễ dàng thu thập được thông tin khách hàng cả nước luôn. Đấy, tiếp theo để hình thức quảng cáo tiếp theo nhé. Sau đấy thì chúng ta bấm vào gửi duyệt là xong. Thì anh chị sẽ xem lại, anh chị nào chưa rõ thì xem lại kỹ hơn bằng cái video trên kênh YouTube của mình. Thì nếu mà anh tiếp theo là hình thức quảng cáo về landing hay là quảng cáo về website ấy. Landing thì quảng cáo website thì chúng ta sẽ chạy về chủ yếu là landing thôi. Còn tiếp theo là quảng cáo về quan tâm. Thì hai cái này dường như là nó cũng gần giống nhau. Thì chúng ta sẽ bấm vào bắt đầu này. Website này bấm vào bắt đầu này. Chúng ta sẽ chọn một cái trang mà chúng ta muốn chạy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có phải có liên kết website nữa. Thì mình sẽ lấy tạo một cái trang website. Như một trang website về mỹ phẩm nhé. Đó, mình chỉ cần gắn link vào là chạy được thôi. Sao chép này gắn link vào là sang bên này dán là chạy được. Nhiều anh chị cứ lo bảo là chưa công nghệ chậm các thứ ấy, có làm được không ấy, nhưng mà yên tâm là làm được hết anh chị ạ. Ngày xưa mình còn chậm lắm, mình còn làm được nữa. Ngày xưa lúc mà trước khi có cái máy tính ấy, là chẳng biết gì luôn, chẳng biết gì về máy tính, là rất là ít, là chậm luôn đấy, bởi vì nhà nghèo không có tiền ấy. Thế nên là mãi mới được tiếp xúc với công nghệ, mãi sau này mới tiếp xúc công nghệ. Nhưng mà khi mà mình thực sự là phải biết ơn Zalo này rất nhiều, nhờ Zalo mà mình đã thay đổi hoàn toàn luôn, thay đổi mà những cái bạn bè của mình ấy cùng dường như là cùng tuổi mình ấy, cùng thời mình ấy, là sau một khoảng mấy năm thôi mà mình đã bỏ họ về cái cả tài chính ấy, mình cũng hoặc là thu nhập ấy, mình cũng vượt họ rất là nhiều. Thì đầu tiên đấy, nhờ có internet, nhờ có công nghệ đấy anh chị. Đầu tiên thì chúng ta chọn những phần này thôi, tỉnh thành, quận huyện này, vị trí này, và chúng ta target vị trí, rồi thì tuổi, giới tính y như hôm nãy luôn. Tuy nhiên thì về cái phần này ấy, nó lại khác một chút đó. Nhưng phần tỉnh thành, quận huyện thì tùy các anh chị, cái khách hàng tiềm năng của các anh chị ở đâu. Nhưng mà khi mà chạy landing ấy thì các anh chị lưu ý là anh chị mà chọn về tỉnh thành, quận huyện, chúng ta để chạy cả nước ấy càng tốt, nó càng rẻ lắm ấy, rẻ bằng 1/3. Cách đây ngày xưa chạy hết mà ngày xưa có khi chạy 1.500, 1.800, 2.000 mới một click, nhưng bây giờ chạy có hơn 600 ấy, rẻ cứ dã man. Đó là chúng ta sẽ chọn nền tảng, nhân khẩu học, sở thích. Nó chọn đây nhân khẩu học, sở thích này. Chúng ta có thể để toàn lịch chạy vòng một ngày cũng được. Nói chung là về cái đoạn này nó hơi
có một cái số đoạn nó hơi phức tạp thì trong cái khóa chuyên sâu thì mình sẽ dạy kỹ hơn. Đó thì chúng ta có thể chọn nhân sách tối thiểu này, hoặc là chúng ta có thể tự đặt giá, mình hay tự đặt giá. Thì đây này, cái giá với cái độ tuổi này, mình bỏ cái độ tuổi từ dưới 18 tuổi ấy, thì giá gợi ý của nó thì chỉ khoảng là hơn 400 à, năm hơn 500 đồng thôi, thì mình có thể đặt giá cao hơn một xíu, chủ là 500-490 đồng này, ví dụ thế. Đó, mình chỉ cần giá cao hơn này là gửi duyệt được. Lượt nhấn này thì mình sẽ tùy theo, ví dụ mình có thể đặt là lượt nhấn cao lên một chút, 5.000 lượt nhấn thì là 500 lượt nhấn, đúng không ạ? Chạy này, chạy Facebook là nó, chạy Zalo này là nhẹ nhàng nhất luôn. Giờ chúng ta sẽ chọn ảnh nhá, chúng ta sẽ chọn ảnh mô tả này. Thì cái ảnh này ấy, là ảnh bìa, ảnh này là ảnh bìa thì sẽ không, thường là nó sẽ không đẹp. Ảnh bìa này thường nó sẽ không đẹp. Anh chị tắt tiếng đi. Không đẹp thì chúng ta sẽ bỏ đi, chúng ta sẽ tải ảnh bìa khác lên. Đó, chúng ta chọn ảnh khác nhá, thay đổi đi cho nó đẹp. Nó sẽ có yêu cầu một số, đây là mình demo nhá, ảnh này demo nhá. Để mình sẽ có, mình sẽ, nó sẽ có một số những cái điều kiện để nó không duyệt. Thế nhưng mà ví dụ anh chị nào mà học chuyên sâu ấy, thì bên mình sẽ có, mình sẽ được hỗ trợ bởi bên đội support của bên mình ấy, rất là đông. Rất là đông, khoảng tầm 5 bạn support sẽ có thể là sẽ nhắn tin hoặc là gọi video trực tiếp để hướng dẫn anh chị từng chút một đấy. Nếu anh chị nào mà, anh chị nào mà trong quá trình làm mà khó khăn ấy, là có đội support và có bên agency đấy anh chị nhá, họ sẽ hỗ trợ anh chị trong quá trình là duyệt quảng cáo cũng như là quá trình mà xác thực. Một số anh chị thì làm xác thực rất là dễ, nhưng một số anh chị thì làm xác thực cực kỳ nhiều khó khăn. Như thầy Long ấy là cũng phải, thầy Long là mình cũng nhờ bên agency họ hỗ trợ ấy, nên là thầy mình xác thực được hai cái thương hiệu ấy. Còn đầu tiên thầy cũng gửi suốt mãi không được. Có bên thì làm rất là dễ, có bên thì lại khó khăn. Thì cái phần chú thích này thì anh, cái nút này thì anh chị, nếu như mà anh, đây là mình đang demo ở phần chạy landing ấy, thì sẽ chọn những cái nút này. Còn phần nếu như mà vào phần quan tâm để chạy ấy, chạy quan tâm ấy, thì sẽ có cái nút là quan tâm. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn ở đây là những cái, ví dụ như là mua ngay hoặc là xem ngay đó. Phần chú thích này thì chúng ta sẽ là cái phần mô tả cho phần ở dưới. Phần chú thích là phần mô tả ở dưới này. Ví dụ như là quảng cáo website này thì chúng ta sẽ, lát mình sẽ gửi cho anh chị những cái qua một số những cái mẫu landing mà các bên khác họ hay chạy để họ, để anh chị tham khảo. Chú thích này thì chúng ta có thể là lời kêu gọi hành động, hoặc là cái chỗ này ví dụ như là đang về học viện kinh doanh online Hà My đúng không? Học viện kinh doanh, hoặc là mình có thể chạy là ví dụ như tặng 99 suất học Zalo em miễn phí. Miễn phí cho anh chị đăng ký học ngay hôm nay. Đó, được chưa? Thì chỗ này ấy, cái chỗ này là chính là cái phần này. Thôi thì anh chị có thể để, hoặc là anh chị có thể mô tả hay hơn đều được. Cái chỗ này anh chị có thể sửa đổi. Ví dụ như là cái chỗ này có thể sửa là đăng ký ngay, học ngay. Đó. Cái chỗ này có thể sửa nhá, ảnh này cũng có thể sửa hết rồi. Thì nhiều ngành nghề không cần phải đăng ký, không cần phải giấy tờ gì. Tuy nhiên là ngành dược mỹ phẩm thì anh chị có lưu ý một chút là chúng ta cần cái đăng giấy công bố ấy. Còn thì nhiều ngành nghề là chúng ta chẳng cần phải giấy gì đâu. Bất động sản không cần phải giấy gì, cũng không cần phải xác thực luôn. Thì chúng ta bấm vào gửi duyệt. Sau khi đầy đủ thông tin thì chúng ta bấm vào gửi duyệt nhé. Đây nha, ví dụ bấm vào gửi duyệt này thì người ta, nó sẽ hỏi lại mình một lần nữa. Là cái lượt nhấn này, số lượng này, tổng tiền này là như này. Có đồng ý hay không? Đó thì chúng ta sẽ bấm vào đồng ý. Đã được. Mình cứ bấm vào đây vì tí nữa là kiểu gì thì cái ảnh này nó không khớp. Với cái này là nó cũng không duyệt đâu, nên là mình cứ thử thế. Thì không duyệt thì chúng ta lại gửi lại thôi. Thì nói chung là nó cũng dễ, nhưng mà để thành công được với Zalo thì cần phải có nhiều những cái kỹ thuật khác, rồi thì những phải những cái tối ưu khác. Mình sẽ chia sẻ anh chị một số những cái
chiến lược để có cái sự khác biệt khi mà chạy Zalo, để đảm bảo với anh chị là chúng ta sẽ không bị, chúng ta sẽ thắng khi mà chạy Zalo anh chị nhé. Một số những cái chiến lược khi mà chạy những cái hình thức, ví dụ như là hình thức quan tâm ở trên Zalo ấy, thì khi mà chạy ấy, thì mình không chỉ là được lãi so với cái tiền quảng cáo mà mình bỏ ra ấy. nhiều bên là không biết những cái điều này ấy, là chạy lỗ sấp mặt ấy. Nhưng mà mình đã có rất là nhiều kinh nghiệm thì mình sẽ chia sẻ luôn cho anh chị trong khoảng tầm 15-20 phút, chia sẻ những cái chiến lược mà mình đã áp dụng để mình chạy quảng cáo Zalo làm sao mà hiệu quả tốt nhất, hiệu quả rất là tốt. Thì đây là một số những cái chiến lược. Thì nguyên chạy Zalo này nhá anh chị, thì chỉ cần là lúc với hình thức chạy quan tâm ấy, hình thức chạy quan tâm thì chúng ta cũng tạo giống như cái hình thức chạy quảng cáo, hình thức chạy landing lúc nãy, nhưng mà nó sẽ thêm những cái chiến lược nữa để chúng ta tối ưu lợi nhuận. Cũng cái tiền quảng cáo đấy nhưng mà chúng ta bán được rất nhiều sản phẩm khác nhau, tối ưu lợi nhuận. Đây nhá, ví dụ như này, cái chiến lược đầu tiên ấy là ví dụ như là khi mà mình chạy quảng cáo quan tâm như vậy, thì trên cái trang web của mình ấy, ngoài là cái việc là mình có những cái khoảng độ vài sản phẩm chính của mình ở trên đó, mình tức là nhiều bên khác khi mà họ chạy quan tâm nhá, họ chỉ có một cái sản phẩm duy nhất thôi, thì vẫn cái số tiền quảng cáo như vậy đúng không, nhưng mà họ chỉ bán một sản phẩm thì nó rất là thiệt thòi và họ lãi lợi nhuận rất là ít, thì cái chiến lược đấy là không thực sự là nó rất là nó không có tối ưu được. Thế nên là khi mà mình làm ấy thì có những cái chiến lược như này. Thứ nhất đầu tiên là trên cái trang Zalo ấy thì chúng ta bán một nhóm những cái sản phẩm chính. Sau đấy ấy, thì chúng ta kết hợp với Zalo cá nhân nữa, chúng ta bán thêm được cho khách hàng đấy cực kỳ nhiều những sản phẩm khác luôn, mà khách hàng lạ luôn đấy, rất là nhiều luôn. Chúng ta chăm sóc kỹ hơn để bán thêm cho họ rất nhiều sản phẩm. Và nữa, cái chiến lược thứ hai ấy là chúng ta sẽ bán theo chùm mà bán theo combo, chứ không bán theo kiểu là bán duy nhất một sản phẩm nha. Ví dụ như là bên mình ấy có cái trang bán sản phẩm về sinh lý, thì có những cái sản phẩm ví dụ như là viên uống này, lại còn gel bôi này, uống này lại còn bôi, được chưa ạ, vừa uống vừa bôi đó. Cái thứ hai là ví dụ như là tăng sinh lý của sản phẩm sinh lý này, bên cạnh đấy lại còn cả kết hợp liên sản phẩm ví dụ như là các viên uống chống đột quỵ này, hay là những cái sản phẩm viên uống chống đột quỵ, hay là một số những cái sản phẩm khác nữa kết hợp vào, chứ không chỉ là nguyên cái sản phẩm đâu anh chị. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể là bán theo chùm, bán theo combo đều được ạ. Máy tính mình đang bị đơ đấy, anh chị nào vừa vẽ lên màn hình đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ bán theo chùm, bán theo combo như vậy ấy, thì chúng ta sẽ hoàn toàn là chúng ta có thể là chúng ta bán theo chùm, bán theo combo ấy, thì ví dụ như là chạy dụng chạy nguyên một sản phẩm ấy, thì cái tiền quảng cáo bỏ ra khoảng ví dụ như khoảng 10 triệu đúng không, thì chúng ta bán được nguyên sản phẩm đấy ấy, là cũng được cái số tiền, được thu được tiền quảng cáo rồi, nhưng bên cạnh đấy còn bán theo nhiều sản phẩm khác nữa. Thì các anh chị thử tìm cái trang ví dụ như là tăng sinh lực Nam Hoàng xem, bán rất là nhiều những cái sản phẩm theo chùm, theo combo khác nhau. Thì đây là một trong những cái chiến lược tạo nên cái sự khác biệt. Hoặc là ví dụ như những cái trang, ví dụ như là trang là hướng xe hit ấy, thì có thấy là những cái nguồn sản phẩm xung quanh ấy, sản phẩm phụ cùng với nó ấy, rất là nhiều sản phẩm cùng với cái trang, sản phẩm cùng kết hợp cùng ấy rất là nhiều luôn. Thế nên là ví dụ như khi anh chị mà có cái sản phẩm ví dụ như là về gạch này, gạch ốp lát này, hay là về nội thất này, thì anh chị có thể là kết hợp với những bên khác nữa, kết hợp với những bên khác nữa để chăm sóc cái khách hàng đó, tận dụng cái nguồn data đó, thì anh chị chắc chắn là sẽ không lo bị lỗ khi mà chúng ta chạy quảng cáo đâu, thực sự luôn. Thì chúng ta phải áp dụng triệt để những cái chiến lược này. Nhưng cái bên khác họ thất bại lại là vì họ chẳng áp dụng cái gì, họ chỉ bán nguyên một cái sản phẩm đấy thôi, thì
lãi nó, thứ nhất là lãi nó không được bao nhiêu, rất là ít. Thứ hai là có khi những cái người mà nghiệp dư ấy, người ta mới chạy ấy, người ta gọi là nghiệp dư ấy, mới chạy người ta không có kinh nghiệm gì, người ta cứ đâm đầu chạy không tối ưu trang này, không tối ưu sản phẩm, không tối ưu những cái gì này, không có người hướng dẫn tư vấn cho ấy, thì những cái người đấy người ta chạy vừa đắt lại vừa không biết cách chạy, không biết cách làm, vì thế mà họ chi phí quảng cáo của họ rất là cao, mà lại thậm chí là còn bị lỗ luôn. Thế nên là dụ như khi Nguyên áp dụng hai cái chiến lược này, sản phẩm chính, sản phẩm phụ, rồi thì lại Zalo cá nhân, lại Zalo Zalo OA, lại có cả Zalo cá nhân để phân cho nhân viên họ chăm sóc nữa, thì cái lợi nhuận nó rất là cao luôn. Tiếp cận với khách hàng cả nước cơ mà khách hàng trên Zalo thì cực kỳ chất. Thứ ba là sản phẩm down sale, khách không đủ tiền thì có những sản phẩm giá thấp hơn, sản phẩm up sale. Rồi thì thu hút những cái sản phẩm mà thức thu hút những cái khách hàng mua hàng, ví dụ nhà mua hàng trực tiếp như bên siêu thị ấy, trực tiếp này. Rồi thì khách hàng từ trên TikTok thì chúng ta gắn menu link, xong rồi Zalo này nó có cái phần là link trang OA này, rồi thì link cái mã như lúc trước mình bảo anh chị quét ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể gắn vào, chúng ta thu hút được không giới hạn hàng tiềm năng ở khắp các nơi luôn, Facebook này, rồi name card, thậm chí name card của các anh chị luôn, name card anh chị á, muốn được, ví dụ như là bây giờ anh chị thường nhá, đưa cho khách hàng tiềm năng của các anh chị hoặc là đối tác của anh chị một cái name card đúng không? Anh chị ở đây rất nhiều anh chị ở trong BNI đưa name card cho các đối tác hay là khách hàng tiềm năng của anh chị, nhưng mà họ thường về họ không xem hoặc là họ bỏ đi, thì thay vì thế thì anh chị có thể bảo họ bấm quan tâm trang của các anh chị đi đúng không? Trang của anh chị đi thì về hàng tuần hàng tháng anh chị cứ gửi tin nhắn cho họ, rồi thì mình nhắn tin cho họ, chăm sóc họ bằng cái tự động như thế. Rồi thì có thể nhắn tin riêng cũng được, có không? Hoặc là chúng ta có thể kết hợp mà, hoặc là chúng ta có thể in cái mã QR, cái mã QR code như lúc nãy mình bảo với anh chị đó, chúng ta in lên, sau đấy thì chúng ta sẽ đề nghị đối tác hay là khách hàng tiềm năng hoặc là các thành viên BNI của anh chị quan tâm trang, thì chúng ta sẽ chăm sóc được họ rất là lâu dài, và thậm chí là khách hàng lạ người ta tìm đến mình nữa, hoặc là những cái khách hàng đó nhiều khi là trên Zalo của họ, trên trước đây họ chưa từng biết về sản phẩm dịch vụ của mình, thế nhưng mà nhờ cái việc là quét mã QR rồi thì quan tâm trang ấy, thì những cái bài viết trên trang của mình ấy sẽ giúp họ hình dung rằng là bên mình có nhiều sản phẩm hơn những gì mà họ biết, họ nghĩ về mình đúng không? Bởi vì nhiều khi là cùng trong BNI nhưng mà một số anh chị là chúng ta ngại one to one, ngại hoặc là lười ấy, có thể gọi là lười one to one, thì người cứ nghĩ hoặc là lúc mà người ta chia sẻ thì không tập trung, thì chỉ cần bảo họ nhẹ nhàng quan tâm trang OA của chúng ta, gọi là ủng hộ một cái được, thì về thì mình sẽ gửi tin nhắn tự động này, rồi thì họ sẽ vào họ tự tìm hiểu rất là dễ dàng luôn, thực sự là cực kỳ dễ dàng để có thể là hiểu hơn về nhau nhờ cái trang OA Zalo này đó. Tiếp theo này, áp dụng những cái chiến lược như tôi hay như em hay dùng là mua combo, mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2, mua quà gì tặng quà gì mà khách hàng họ thích, thì những cái chiến lược này ấy, thì áp dụng này tăng đơn lên rất là nhiều. Rồi thì mua đơn từ 2 triệu, từ 3 triệu tặng gì, đúng không ạ? Rồi thì trên trang của chúng ta sẽ tối ưu uy tín cá nhân, rồi thì cách đăng bài viết bài như nào. Nói chung là cái tối ưu này ấy, thì tôi sẽ hướng giải rất là kỹ cho anh chị trong cái khóa học chuyên sâu. Học chuyên sâu thì sẽ được hướng dẫn rất là kỹ để làm sao chúng ta có thể có một cái trang nó chuyên nghiệp, nó uy tín nhất, mà cũng như là khi mà uy tín chuyên nghiệp ấy thì mới đủ để thuyết phục khách hàng, thì khách hàng mới chọn mình. Chứ còn dụ như mình mà để một cái trang nó không đẹp ấy thì khách hàng họ sẽ chọn những cái đối tác khác, những cái người khác luôn, còn rất là nhiều cái chiến lược khác nữa. Vâng, rồi thì những cái điểm độc đáo, những cái điểm khác biệt của sản phẩm nữa, rồi thì bài viết tối ưu nó như thế nào, rồi thì menu, thanh menu của trang OA nó như thế nào. Rất nhiều chiến lược khác đó anh chị ạ. Đây là có khoảng tầm hơn 30 chiến lược. Hơn 30 chiến lược. Thì tôi sẽ chia sẻ những kỹ hơn những cái chiến lược này trong cái khóa học chuyên sâu, bởi vì thực ra thì trong hôm nay ấy, thì chia sẻ thì cho anh chị thấy là cái cơ hội kinh doanh ở trên Zalo ấy nó rất là lớn. Còn cái việc mà mình tối ưu để làm sao mà làm Zalo hiệu quả nhất ấy, thì anh chị nên tham gia vào cái khóa chuyên sâu, thì tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các anh chị, cũng như là có thể tư vấn hỗ trợ, rồi thì có cả đội agency cũng như là cái đội hỗ trợ để tư vấn cho anh chị. Thì rất là nhiều anh chị, tôi tổng hợp một số những câu hỏi mà anh chị hay hỏi hay gặp phải khi mà chúng ta làm Zalo. Thì đầu tiên là anh chị hay hỏi rằng là
trả lời luôn một số những câu hỏi này. Anh chị hay hỏi là chưa có công ty thì làm Zalo có được hay không? Thì đầu tiên ấy là nếu anh chị mà chưa có công ty ấy, thì cũng rất là dễ dàng để có một công ty, đúng không anh chị? Chỉ khoảng tầm 1-2 triệu thôi, hoặc là đăng ký hộ kinh doanh là cũng được rồi. Là chúng ta có thể là làm được một cái đăng ký kinh doanh rồi. Bây giờ chúng ta xác định là thời buổi này là chúng ta phải làm online rồi. Mà chúng ta xác định là làm kinh doanh ấy, lâu dài chúng ta phải có đăng ký kinh doanh. Đấy. Đăng ký hộ cá thể cũng được. Thì chỉ cần khoảng 1-2 triệu là được rồi. Mà anh chị nào chưa có thì chúng mình làm là có cái gì đâu. Nếu mà tự làm thì cái tiền mà làm công ty thì nó lại càng ít. Hoặc là nếu anh chị nào mà không thích làm thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể làm chạy quảng cáo tạo trang OA như bình thường. Chúng ta chạy quảng cáo bằng hình thức là chạy form hoặc là chạy landing page. Thậm chí là không có trang OA Zalo vẫn chạy landing page được mà. Đấy, thì cái đấy là tôi sẽ dạy rất kỹ trong cái khóa chuyên sâu. Cái nữa là sản phẩm của các anh chị là cứ hay hỏi là có phù hợp để làm Zalo hay không, thì vẫn là cái câu hỏi là khách hàng của anh chị có ở trên Zalo hay không, khách hàng của anh chị có xuất hiện ở trên Zalo hay không. Các anh chị không làm thì đối thủ của anh chị vẫn làm thôi. Rồi thì một số anh chị là chúng ta rất là yêu sản phẩm của mình, một số anh chị yêu sản phẩm của mình thì cũng nên tham khảo, tức là nên học, nên chúng ta nên mở rộng cái vùng thoải mái của mình ra, thì anh chị hoàn toàn là sẽ thấy rằng là với Zalo chúng ta có thể làm được rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau nữa. Chưa có sản phẩm thì anh chị hoàn toàn là có thể tìm được rất là nhiều sản phẩm khi mà học cái khóa chuyên sâu ấy. Thì trong cái khóa chuyên sâu cũng sẽ nói về cách lựa chọn sản phẩm làm sao để có cái sản phẩm phù hợp nhất khi mà làm là đã thắng rồi. Facebook ấy thì hay bị chết tài khoản, nhưng mà Zalo thì không anh chị nhá. Thì anh chị bao nhiêu anh chị là thấy là trong khoảng tầm hôm nay mình cũng chia sẻ khoảng tầm hơn 2 tiếng rồi, thì chúng ta nhận được rất là nhiều những cái kiến thức rồi. Và anh chị nào mà kiến thức thì comment đi ạ. Nhiều kiến thức thì comment được không ạ? Thì trong buổi hôm nay thì thực ra là mình không có nhiều thời gian đâu. Đấy, thì anh chị nào mà chúng ta mà quan tâm cái khóa chuyên sâu ấy thì mình cũng giới thiệu một chút. Có anh chị nào quan tâm không thì comment đi, comment số 1 đi ạ. Comment số 1 đi, thì anh chị nào quan tâm thì đến khóa chuyên sâu ấy, thì mình sẽ chia sẻ về khóa chuyên sâu cho anh chị. Khóa chuyên sâu thì học được rất là nhiều luôn. Anh chị nào mà chúng ta mà không quan tâm thì chúng ta cũng có thể là chúng ta dừng lại và chúng ta tự học cũng được rồi. Thì mình cũng sẽ chỉ chia sẻ cho anh chị mà quan tâm đến cái khóa chuyên sâu thôi. Đấy. Bởi vì thực ra thì cô cho xin cái slide này được không ạ? Không, không được nha. Cô cho xin cái slide này được không ạ? Dạ. Cái slide này thì cái này thì mình sẽ không lấy được đâu, mình sẽ không sẽ gửi slide này cho chị nào đâu. Thì trong cái khóa chuyên sâu thì sẽ cũng có video học lại thôi, video học lại. Thì anh chị nào quan tâm ấy thì chúng ta sẽ comment giúp tôi là quan tâm. Comment đi ạ, thì mình sẽ giới thiệu cái khóa chuyên sâu cho các anh chị. Khóa chuyên sâu thì có video học lại, còn khóa này không có nha. Khóa cơ bản thì tầm 18 thì anh chị cũng có thể học lại cái khóa cơ bản này, nhưng mà thường thì 18 thì không đủ chỗ, bởi vì 18 thì có hàng nghìn người học cơ. Cô ơi, cho em hỏi cái được không cô? Tí nữa anh chị em hỏi đi. Anh chị nào có tí nữa có thời gian để cho anh chị em hỏi. Anh chị nào quan tâm thì khóa chuyên sâu thì có thể comment số 1 thì mình sẽ giới thiệu về khóa chuyên sâu. Còn anh chị nào mà chúng ta không quan tâm ấy, thì chúng ta có thể là chúng ta rời Zoom được rồi. Đấy thì trong cái buổi ngày hôm nay ấy, thì về cơ bản ấy là mình cho anh chị em thấy cái tầm nhìn của Zalo ấy là nó rất là tiềm năng trong hiện tại và tương lai, vì như các cái học viên của bên mình ấy, sau khi mà mình đã giúp đỡ họ, tư vấn cho họ tối ưu ấy, thì đã có những cái đơn hàng đầu tiên rồi, có những người ngày nào cũng có đơn. Thế siêu nhân nhé. Thế thì mình sẽ giới thiệu cho anh chị về cái khóa chuyên sâu để nhiều anh chị là chúng ta muốn học nhiều hơn. Bởi vì thực ra với anh chị nhá, như này, chúng ta học nguyên cái khóa chuyên sâu này nó cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ ít tiền đấy. Thực ra là chỉ cần học nguyên cái khóa buổi miễn phí này khoảng tầm 2 tiếng, thậm chí là có những người chẳng cần học hết, chỉ cần nắm được cái lương xương của nó thôi, được truyền cảm hứng thôi về họ đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Thì thực ra cái khóa chuyên sâu này là một cái khóa rất là nhỏ, khi mà anh chị mà muốn tham gia vào khóa chuyên sâu trả một cái khoản phí rất là nhỏ như vậy.
thì thực ra nó chính là trả cho cái kiến thức mà anh chị nhận được trong cái buổi ngày hôm nay. Một người mà truyền cảm hứng để giúp cho các anh chị là đưa doanh nghiệp của các anh chị lên trên Zalo này, anh chị học thêm được một cái cách quảng cáo mới này, cũng như rằng là cái khóa chuyên sâu là bao nhiêu tiền này. Chị cứ bình tĩnh, em đang chia sẻ, tí nữa sẽ có phần là phần trả lời câu hỏi cho chị nhá. Tí nữa thì sẽ có phần là anh chị em tự bật, lúc nào mình cho bật mic thì anh chị em sẽ bật mic. Đấy, thì khi mà học xong ấy, trong cái khóa chuyên sâu ấy, thì sẽ là học khoảng 5 buổi anh chị ạ. 3 buổi là chuyên sâu lý thuyết, và mình sẽ tặng cho anh chị em 2 buổi nữa là để hướng dẫn anh chị em làm thực hành. Tức là 3 buổi mình sẽ học liền nhau luôn. Em xem bao nhiêu anh chị quan tâm nào, để mình chia sẻ cái khóa chuyên sâu này. Tất nhiên anh chị quan tâm đúng không ạ? Thì mình sẽ chia sẻ cái khóa chuyên sâu này cho anh chị này. Thực ra là Zalo này một số những cái kiến thức ấy, cơ bản ấy, nhiều người biết ấy, nhiều người làm, nhiều người biết ấy, thì trên YouTube thì là cũng có rồi. Nhưng mà những cái mà để tạo nên cái sự khác biệt ấy, thì chỉ có là ít người thôi, và rất ít người nắm có những cái mà để tạo nên sự khác biệt. Có những người chạy thành làm thành công như mình, chạy hàng chục tỷ mà để đi chia sẻ thì dường như là chỉ có một mình thôi. Mình chưa thấy một người nào mà người ta lại làm thành công với Zalo mà người ta đi chia sẻ. Thì nếu như anh chị nào mà đăng ký học văn chuyên sâu ấy, thì chúng chị sẽ ở lại. Thì đây là cái lịch học chuyên sâu này, thì sẽ được học 5 ngày qua Zoom từ 20 đến khoảng 22 giờ 30 hoặc là thể muộn hơn nhá. Thường toàn học muộn hơn thôi một chút. Đó, thì học 3 ngày là chuyên sâu lý thuyết. Thì khi mà anh chị đăng ký chuyên sâu ấy, thì anh chị sẽ được học trước luôn 3 video của khóa chuyên sâu trước rồi. 3 video của khóa chuyên sâu trước. Thì khi mà học xong 3 video này là anh chị có thể làm thành thạo luôn, và khách hàng tìm đến với các anh chị luôn rồi, như các học viên chuyên sâu của mình, như anh chị là như anh Nghĩa hay chị Hương hay là chị Lành hay nhiều anh chị khác của khóa chuyên sâu K2 của mình ấy, là sau 3 buổi học là anh chị làm thành thạo rồi, làm rất là tốt rồi, và thậm chí là cái tiền bỏ ra đi học ấy lãi luôn rồi, so cái tiền mà thu về lãi luôn so cái tiền bỏ ra đi học rồi, lãi rất nhiều luôn đấy, và được tư vấn ngay, hỗ trợ ngay sau khi đăng ký học. Thì có cả đội agency hỗ trợ này, rồi thì cả các bên mình có 5 mạng support. Đó thì các bạn rồi agency và support sẽ hỗ trợ luôn cho các anh chị rồi. Và cả mình nữa, mình cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các anh chị nữa. Đấy thì dự kiến của khóa chuyên sâu ấy là đến cuối tháng 8 này. Nhưng mà anh chị mà đăng ký luôn từ hôm nay thì chúng ta sẽ được học luôn. Được học luôn nhá, được học luôn video luôn. Và chúng ta làm được luôn. Thì đằng nào cũng học đúng không? Thì học sớm thì mình sẽ làm được sớm và mình sẽ thành công sớm đúng không ạ? Nhưng còn học muộn thì sẽ lúc bây giờ người ta làm mình học muộn ấy, mình cứ chần chừ mình học muộn ấy, thì sau này lúc bây giờ đối thủ của mình ấy đi rất là xa rồi và mình có hối hận thì không kịp. Được hỗ trợ tư vấn ngay sau khi học xong này, 3 buổi lý thuyết chuyên sâu và 2 buổi thực hành. Thì 3 buổi lý thuyết chuyên sâu này thì chúng ta sẽ học liền nhau, còn 2 buổi thực hành này ấy, thì mình sẽ tách ra sau đấy khoảng 1-2 tuần để cho anh em thực hành. Chúng ta học lý thuyết xong chúng ta làm được đã, thì sau đấy thì chúng ta mới đi vào thực cái buổi thực hành này để giải đáp cho những cái gì vướng mắc ở trong cái buổi lý thuyết này, để cho anh em là chúng ta làm sao mà chúng ta học và chúng ta đạt hiệu quả tốt nhất luôn. Và các học viên chuyên sâu của mình đều bảo là những cái gì mà các anh chị đấy nhận được ấy, nó quá nhiều so với cái số tiền mà anh chị bỏ ra đi học. Thì đây là toàn bộ những cái nội dung trong cái khóa chuyên sâu này. Thì những cái người mà mình sẽ những cái người mà nên tham dự cái khóa chuyên sâu này, thì nếu như mà anh chị đang là chủ doanh nghiệp này hay là trưởng phòng kinh doanh mà chưa kinh doanh trên Zalo ấy thì nên học, hoặc là những người đang kinh doanh truyền thống chưa lên Zalo bao giờ thì nên học này. Như mình có học viên là một chị làm áo dài, phải nói là chị cứ bảo là chị không làm được các thứ, cứ lo mà chị nhiều tuổi các thứ, nhưng mà xong cuối cùng trang hoa của chị lại tuyệt đẹp luôn, phải nói là ngấy. Anh chị có thể tìm hiểu cái trang hoa áo dài AT ấy, đẹp cực kỳ luôn. Mình cũng bảo là quá bất ngờ, chị làm một trang hoa quá đẹp luôn. Và cái trang đấy nó chạy từ quảng cáo thì chắc chắn là sẽ bán được rất nhiều. Nhưng cái anh chị mà đang chạy quảng cáo trên các kênh khác không có hiệu quả này, hay là anh chị không có phương pháp chăm sóc khách hàng cũ hiệu quả thì nên học khóa học này. Đấy, thì anh chị nào sau khi học xong anh chị sẽ có thêm một cái kênh kinh doanh mới. Nên chị nào mà cũng muốn có thêm một cái nguồn thu nhập mới thì cũng nên học cái khóa học này. Bởi vì sao? Vì anh chị sẽ thấy rằng là ngoài cái việc anh chị là phát triển cái sản phẩm cũ của mình, cái công việc kinh doanh cũ của mình lên một tầm cao nữa,
để thu hút khách hàng, để bán được hàng thì anh chị hoàn toàn có thể là bỏ ra một cái số tiền rất là ít đúng không? Để chúng ta có thêm một cái công việc kinh doanh mới, một nguồn thu nhập mới nữa bằng với Zalo. Ví dụ như là đầu tư một quán trà sữa hay là một quán cà phê mất khoảng mấy trăm triệu mà không biết là bao giờ mình thu được gốc về. Thì với cái này thì anh chị chỉ khoảng độ đầu tư khoảng độ vài triệu là cùng. Hàng hóa thì anh chị hoàn toàn có thể là sẽ được học cái cách tìm nguồn hàng, rồi thì cách nhập hàng, rồi thì anh chị hoàn toàn có thể được gợi ý những cái nguồn hàng, thấy rất nhiều những cái tiềm năng luôn. Thì hoàn toàn anh chị có thể là có thêm một nguồn thu nhập mới với cái chi phí cực kỳ nhỏ. Đó, những người đã biết Zalo mà chạy chưa hiệu quả, rất nhiều người biết chạy Zalo rồi này nhưng mà chạy chưa hiệu quả thì nên tham gia cái khóa học này. Và nó cũng là một cái dự phòng khi mà các kênh khác không còn hiệu quả nữa. Thì thực ra nhiều anh chị cứ bảo là hỏi để cho nhân viên học, nhưng mà anh chị mà học ấy, thì anh chị nên học cùng luôn với nhân viên. Bởi vì sao mình biết ấy, mình là chủ doanh nghiệp ấy, mình nên học thì mình mới nói được nhân viên, mới biết là nhân viên làm đúng hay làm sai. Chứ còn lúc nhiều anh chị cứ bảo là đi thuê hay là anh chị cho nhân viên học mà mình không học ấy, thì nó rất là đáng tiếc. Thế nên là học để giám sát nhân viên để biết, hoặc là học xong để thuê cũng được. Đó, hoặc là những ai mà chưa từng kinh doanh, vừa bắt đầu kinh doanh thì cũng nên tham gia khóa học này. Thì đây là những cái nội dung của khóa học chuyên sâu này. Thì đầu tiên là anh chị sẽ được học cái cách là chăm sóc khách hàng cũ hiệu quả, cách tìm kiếm không giới hạn khách hàng mới, tối ưu quảng cáo với chi phí rẻ nhất. Cái tối ưu quảng cáo này nó sẽ giúp anh chị tiết kiệm được rất là nhiều tiền, phát triển công việc kinh doanh cũ mà có thêm một nguồn thu nhập mới này, học hỏi mô hình kinh doanh mà mình đã làm thành công. Tức là ấy, cái kinh mô hình kinh doanh mà mình đã làm thành công ấy, thì mình sẽ chia sẻ, đâu rồi, sẽ chia sẻ hết cho anh chị luôn tại sao mà nó lại tạo nên cái sự khác biệt. Trong cái buổi khoảng buổi 4 của cái khóa chuyên sâu, mình sẽ dạy cho anh chị thật là kỹ để anh chị hoàn toàn có thể là sao chép cái mô hình kinh doanh cũ của mình đã làm thành công, để anh chị hoàn toàn là anh chị phát triển cái công việc cũ hoặc là có thêm một nguồn thu nhập mới, học hỏi mô hình kinh doanh thành công, dự phòng bán được dầu rất nhiều sản phẩm. Thì học viên của mình cứ bảo là học, em thấy là em biết đến cô và học cô hơi muộn, vì học xong thấy có nhiều cái sản phẩm để kinh doanh quá, nhiều cơ hội nó mở ra nhiều quá, thấy nhiều cái tiền để nhìn thấy tiềm năng, quá tiềm năng luôn đấy. Và bây giờ làm vẫn chưa muộn mà, nên là trong đang xin giấy tờ các thứ, đang làm rồi, rất là nhiều người. Bởi ước gì em biết đến cô sớm hơn, nhưng mà bây giờ vẫn chưa muộn. Đấy. Thì đây, thì với những thực ra thì với nếu như mà một số ít anh chị ấy đăng ký học hoặc là bảo mình là dạy riêng cho một số anh chị, thì cái chi phí để cái khóa học chuyên sâu ấy, cái khóa chuyên sâu khoảng 5 ngày như này, rồi thì được hỗ trợ lâu dài, hỗ trợ trong khoảng cả năm như thế, rồi thì độ urgency này, độ support bên mình hỗ trợ cực kỳ là nhiệt tình luôn. Thì cái chi phí chắc chắn nó sẽ rất là cao nếu như mà một số anh chị mà đăng ký thôi. Thế nhưng mà nhiều anh chị đăng ký thì hiện tại đang có khoảng là khóa chuyên sâu, mỗi khóa chuyên sâu là khoảng độ trên mỗi khóa là khoảng trên 50 người. Đấy, thì nhiều người đăng ký nên là cái chi phí ấy, thì mình sẽ ưu đãi cho anh chị rất là rẻ, thực sự là cực kỳ thấp luôn, quá là thấp so với cái gì mà anh chị nhận được. Và cái hơn thế nữa là anh chị được ở trong một cái cộng đồng, một cái nhóm ấy, mà trình độ người ta cứ gửi ảnh rồi thì gửi thông tin là dù hôm nay tôi bán được đơn này rồi thì tôi khách hàng hỏi mua các thứ đó, làm cái sản phẩm nào sản phẩm kia, chia sẻ lẫn nhau như vậy, anh chị có động lực hơn rất là nhiều so với việc là anh chị cứ tự mày mò rồi thì các anh chị cứ học chỗ nọ một tí, học tí học chỗ kia một tí, chẳng đâu vào đâu cả, xong cuối cùng là mình bị nản, mình bỏ mất một cái thời, bỏ mất thời gian, cơ hội rất là lãng phí, đúng không? Thì anh chị